ngươi hiện tại từ ngươi thay thế vị trí đại thống lĩnh hạ lệnh ngay các tướng nhìn tạ đại thống lĩnh chết ngã xuống đất biểu tình căm hờn tướng lĩnh bị chọn chắp tay ôm quyền nói đại tướng quân có lệnh không được thủ dụ tay tay đại tướng quân viết người nào dám vận dụng quyền thì người ngựa bắc châu cùng nhau chu pháp sư cho ta làm đại thống lĩnh nhưng không có thủ dụ của đại tướng quân thì ta không thể điều động một binh một tốt pháp sư thật sự muốn bắc châu dại loạn sao trong phủ thứ sử trung dương hút cầm kiếm đứng thẳng sắc mặt âm trầm có đệ tử chạy nhanh về chắp tay bẩm báo. Sư phụ, tướng lĩnh trên dưới Bắc Châu không chịu nghe điều động, đòi có thủ dụ do Thiệu Đăng Vân viết mới chịu chấp hành. Chúng ta nói toạc miệng, thậm chí giết vài người đe dọa cũng vô dụng. Trung Dương hút cười nhạt, hay cho Thiệu Đại tướng quân. Trung Dương hút quay đầu nhìn đại sảnh bị đệ tử trong môn canh gác nghiêm ngặt. Các tướng từ chối không nghe điều động không khiến người bất ngờ, người ngựa Bắc Châu đều là trực hệ một tay Thiệu Đăng Vân gầy dựng nên, trong loạn thế đầu tường biến ảo thay vương kỳ, vinh nhục hỏa phúc đều nằm ở thiệu thị xuất hiện kết quả này không ngạc nhiên gì đã biết trước đạo lý này nhưng bọn họ không có cách nào tình huống của bắc châu là vậy nhưng ngoại an nội cần lực lượng đoàn kết một lòng tuy sớm biết cách này có lợi có tệ nhưng khi tệ đoan bày ra trước mắt vẫn khiến người khó chấp nhận có một đệ tử chạy lại báo sư phụ trong phòng thư có một đám kim sĩ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chắc là bị người độc giết trung dương hút nghe liền hiểu đó là bầy kim sĩ mà thiệu bình ba liên lạc đặc biệt với bên ngoài y sợ có tai họa ngầm nên vừa đi là kim xí bị xử lý. Không thể nào là thiệu bình ba tự tay làm, chỉ có thể nói sự việc đã được sắp xếp từ trước. Trung Dương hút trầm giọng nói, cha, nhìn xem là ai làm. Trong đại sảnh, hai bên xếp một hàng giá binh khí, chính giữa bên trên đặt một cái bàn dài, đặt một chồng cuốn văn. Trời đã sáng, hai hàng lửa đung đưa trong đường. Sau bàn, thiệu đăng vân tóc hoa rầm ngồi cầm khăn tay trắng lau thanh trảm mã đao, ung dung bình tĩnh sau lưng thiệu đăng vân là bộ khôi giáp đã lau sạch bóng người canh giữ ở cửa tránh ra trung dương hút đi vào ngừng lại trước bàn nhìn thiệu đăng vân tập trung lau thiệu đăng vân lau thân đau hỏi hạ sát thủ với nhi tử của ta thiệu đăng vân không dương mắt nhìn vẫn lo làm chuyện của mình bổ sung thêm nhi tử của ta không dễ đối phó đã chưa tay rồi đúng không còn người trung dương hút co rút hiểu ngay mình thất sách người ngồi trước mắt đã bị khống chế ngay khi xảy ra chuyện cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài lẽ ra không biết đại thiền sơn xuống tay với thiệu bình ba mới đúng nhưng đối phương đoán được điều này nói lên cái gì rằng hành động khống chế thiệu đăng vân làm ông đoán ra thử hỏi thiệu đăng vân nhìn ra được thì sao thiệu bình ba có thể không xem thấu động tác khống chế đã xúc phát báo động trước do thiệu bình ba bày ra từ lâu bên mình lúc trước còn khó hiểu vì sao thiệu bình ba bị tạm nhốt trong địa lao mà biết tin tức kịp lúc nghe đệ tử trông giữ nói điều khác lạ duy nhất trước khi xảy ra chuyện là ngọn đèn trong địa lao bị tắt một cái Lúc này Trung Dương Húc phản ứng lại, đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Trung Dương Húc thầm hối hận, lẽ ra không nên lộ ra dấu hiệu gì đột ngột vào lao xuống tay mới đúng. Hối hận là một nhẽ nhưng Trung Dương Húc cũng hiểu trước đó không thể làm trong âm thầm, khống chế người trong tay họ có thể vì thời giải quyết, ai rảnh thập thò đi địa lao chơi trò đánh lén thiệu bình ba. chương 766, một mặt mù mịt, Trung Dương Húc hỏi, thiệu huynh sớm biết trong địa lao có đường ngầm, thiệu đăng vân khẽ thở dài, đường ngầm, không rõ, có chuyện các người không biết, lần trước Liễu Nhi bỏ trốn với người thật ra là lão đại tự mình tìm về. Khi đó hắn bị nhốt trong địa lao, có người của các ngươi trông chừng vậy làm sao ra ngoài. Ta liền hiểu được địa lao có vấn đề, ta không biết hắn đào đường ngầm trong phủ từ bao giờ, lúc hắn chủ động tự ra mình trong địa lao là ta biết hắn đang để phòng bất chắc. Trung Dương hút mỉa mai, thiệu huynh sinh được nhi tử khá lắm, thiệu đăng vân vuốt lưỡi đao, khá sao, ta không nghĩ vậy, hai từ này quá giống mẫu thân của hắn cũng thông tuệ hơn người quá thông minh dễ chết mẫu thân của hắn mất sớm cũng vì vậy lấy hết tâm huyết của mình ta thật hy vọng hắn có thể ngốc một chút quá thông minh rất mệt nhọc ngươi xem tuổi còn trẻ mà đã mọc tóc bạc cần gì khổ vậy làm tướng điều căn bản là chung năm xưa ta không muốn phản yến nhưng không chịu nổi hắn làm ầm ý nếu hắn ngốc một chút không tranh dài ngắn thì khi đó ta sẽ rút lui ẩn cư khi còn trên đỉnh cao như một số huynh đệ già chờ thương chiêu tông nổi lên thì đi đầu vào y, bây giờ thiệu gia đã là phong cảnh khác, không đến mức như ngày hôm nay. Không có những gút mắt ích lợi này thì đã không đến mức người một nhà tàn sát nhau, nên tông minh có gì hay, thông minh bị thông minh lầm. Trung Dương Húc nói, thiệu huynh, lập tức hạ lệnh lùng bắt, thông báo các nơi Bắc Châu thiết lập chốt chặn điều tra, tranh thủ tìm đến tung tích của hắn. Ta bảo đảm chỉ cần bắt được hắn thì sẽ nể mặt thiệu huynh cho hắn một con đường sống. Câu này là xạo, Tông Môn đã hạ lệnh bên mình bắt được Thiệu Bình Ba sẽ không cho y đường sống, Trung Dương Húc cũng không thể tự quyết định. Nhưng hết cách, người của Đại Thiền Sơn có hạn, tu sĩ thì sao, bốn phương tám hướng bao la như vậy, bằng vào chút người trên tay Trung Dương Húc đừng nói tản ra ngoài tìm, mỗi việc điều tra tòa phủ thành này đã không đủ, muốn tìm Thiệu Bình Ba như biển rộng tìm kim. Dù điều hết đệ tử Đại Thiền Sơn đến cũng khó, chỉ có thể phát động lùng bắt quy mô càng lớn. Nhưng không nói dối lừa Thiệu Đăng Vân thì không được, kiêu ngạo bắc châu không nghe theo đại thiền sơn thiệu đăng vân lắc đầu hiển nhiên không chịu đồng ý trung dương húc trầm giọng nói thiệu huynh nếu bỏ lỡ cơ hội lần này một khi bị chúng ta bắt thì hắn không còn đường sống ta cũng vì tốt cho hắn thiệu đăng vân khẽ thở dài trung huynh chỉ có phụ thân hiểu nhi tử mấy năm nay ta đã nhìn thấu nhi tử không cần làm rầm rộ hắn đã quyết định trốn đi thì chắc chắn làm đủ ứng đối các ngươi không bắt được hắn so với tốn công uổng phí chẳng bằng bỏ đi hắn trốn rồi sẽ không quay về nữa đều đã qua chúng ta cần gì làm lớn chuyện khiến thế lực bên ngoài mơ ước không tốt cho đại cục bắc châu trung huynh yên tâm bên dưới còn nhiều huynh đệ miễn các người bỏ qua thì ta sẽ không sằng bậy ta không suy nghĩ cho mình cũng phải cho các huynh đệ đi theo nhiều năm một lời giải thích trung dương húc nói thiệu huynh chúng ta quen biết nhiều năm xin đừng làm ta khó xử ta không muốn làm khó dễ huynh thiệu đăng vân kiên quyết từ chối trung huynh đừng nói ta hạ lệnh cũng không bắt được hắn Ta cũng không thể hạ lệnh như vậy." Thiệu Đăng Vân chống đao đứng dậy nhìn thẳng Trung Dương Húc, gần từng tiếng. "Hổ dữ không ăn thịt con, nếu ta hạ lệnh là có lỗi với mẫu thân đã chết của hắn. Hắn đi đến bước đường hôm nay cũng có lỗi của phụ thân này, ta nợ hắn, lần này xem như làm hết trách nhiệm phụ thân." "Trung huynh, cả đời ta Nhung Mã trải qua trăm trận, bao nhiêu huynh đệ ngã xuống trước mặt ta. Máu chảy thành sông, xác chất thành núi, ta thấy sống chết, sinh ly tử biệt nhiều còn hơn Trung huynh." cũng trải qua nhà tan cửa nát, ruột thịt tương tàn, ta còn sợ cái gì. Thân xác thiệu mỗ một mình ở đây, có thể một đao cắt. Thiệu đăng vân dơ ngang trả mã đao đưa về phía đối phương, toát ra khí thế mặc người chặt chém. Trung Dương hút lạnh lùng nhìn thiệu đăng vân, bốn mắt giao nhau, thiệu đăng vân không né tránh, mắt hổ sáng ngời. Cuối cùng Trung Dương hút nghẹn lửa giận đi ra cửa, không làm gì thiệu đăng vân. Không có ý chỉ của tông môn Trung Dương húc không dám làm thịt Thiệu Đăng Vân, Lúc trước các tướng từ chối không nghe điều động là đáng nhắc nhở dám đụng vào ông là Bắc Châu sẽ đại loạn Thiệu Đăng Vân nắm quyền lớn binh mã, sức ảnh hưởng quá lớn đến Bắc Châu, Thiệu Bình Ba còn không dám thay thế ông Muốn trừ Thiệu Đăng Vân thì phải thanh tẩy Bắc Châu, nếu không khó mà xuống tay Hai con chim to từ chân trời bay tới, xoay quanh bên trên phủ thành Bắc Châu chờ sáu người nhìn xuống bên dưới Đám người hoàng liệt rốt cuộc chạy đến, chậm hơn kim xí truyền tin nhiều không phải vì tốc độ bay của chim to không bằng kim xí, bàn về tốc độ bay đường dài thậm chí mau hơn kim xí. Kim xí bay tới trước tiên một là vì được thả sớm, xuất phát sớm. Thứ hai là kim xí truyền tin cơ bản có thể trực tiếp tỏa định địa điểm mục tiêu một cách chính xác, bay đường thẳng. Chim to chở người phục tòng người điều khiển, người không có kinh nghiệm khống chế cao rất khó khiến chim bay đường thẳng đến mục tiêu, chỉ biết hướng đại khái, dọc đường liên tục điều chỉnh hướng bay. Đám người hoàng liệt thuộc loại không có kinh nghiệm điều khiển, cộng thêm bay buổi tối không thấy rõ vật cột mốc dưới đất bay trạch hướng tốn thêm thời gian là hợp lý nên họ đến gần với thời gian kim xí bay tới hai con chim từ trên trời giáng xuống phủ thứ sử bắc châu quản phương nghi nhảy xuống lưng chim thư giãn thân thể bà phát hiện ngồi trên chim to bay đường dài không thoải mái như trong tưởng tượng không gian hoạt động không lớn bị gò bó thời gian dài thoải mái được mới lạ trung dương húc dẫn một đám người bái kiến trưởng môn hoàng liệt sắc mặt khó xem nói Trung sư huynh đang đùa với ta sao? Lúc trên đường, đại khái nửa canh giờ trước họ nhận được kim sĩ truyền tin bên này, biết thiệu bình ba đã chạy, kết quả này làm hoàng liệt nổi nóng. Không chỉ vì thiệu bình ba chạy còn vì mất hết mặt mũi trước nghiêu hữu đạo. Lúc trước hoàng liệt còn gióng giạc nói với người ta, không ngờ xui xẻo bị người ta nói chúng, đại thiền sơn như đồ chơi trong tay thiệu bình ba, thật sự không đấu lại người ta, trưởng môn như y biết đút mặt vào đâu. Hai trưởng lão đi cùng cũng xanh mặt, mất con chim đưa tặng, thứ giá trị ngàn vạn kim tệ như bọt nước tan biến, mất mát lớn. Trung Dương Húc không biết chuyện đó, khó khăn kể lại vụ việc, sau cùng đưa lên tờ giấy, là lời cảnh cáo Thiệu Bình Ba để lại trong phòng kín đường ngầm. Hoàng Liệt đọc xong nhe răng, lại xác minh lời nói của Ngưu Hữu Đạo. Thiệu Bình Ba không thèm để Đại Thiền Sơn vào mắt, quay như dế. Ngưu Hữu Đạo vươn hai ngón tay kẹp tờ giấy từ tay Hoàng Liệt, xem nội dung xong cười khẩy nói: Đại Thiền Sơn quả nhiên lợi hại canh chừng bên cạnh người ta nhiều năm vậy mà không biết bị người đào đường hầm dưới mc mắt thật là không thể tưởng tượng nghiêu hữu đạo nói châm chọc nhưng sắc mặt thì khó xem đen như nhọn nồi nghiêu hữu đạo tốn nhiều công sức tính toán tỉ mỉ rốt cuộc dồn thiệu bình ba vào đường cùng ai biết lại thất bại trong gang tất ngay bước cuối cùng tâm tình của hắn tốt được mới lạ trung dương húc vẻ hổ thẹn xem xét người trẻ tuổi với thân phận trưởng môn không chút kiêng kỵ trước mắt không biết hắn là ai có điều sau khi thấy hồng nương tới gần ông ta lập tức đoán được hắn là ai từ nhỏ ở tề kinh ông ta đã gặp được hồng nương từ đằng xa ông ta cũng không biết đại thiện sơn và nghiêu hữu đạo đã đàm phán như thế nào cho nên hơi kinh ngạc với sự lớn gan của nghiêu hữu đạo bị châm chọc trước mặt mọi người hoàng liệt có phần không nhịn được hừ lạnh nói trước đó không nên dùng kim xí truyền tin nên chờ ta tới hãy nói thẳng nghiêu hữu đạo hỏi ngược lại ý của trưởng môn hoàng là tại nơi lủng lỗ chỗ như cái sàng này Chúng ta tới đây lại không kinh động khiến y chạy trốn. Chương 767, sát cơ ẩn tàng 1. Một câu đã khiến Hoàng Liệt không thể nói gì, đạo lý rất đơn giản, lúc trước Đại Thiện Sơn đã không thể khống chế được nơi này, bọn họ vừa đến lập tức sẽ xúc động đến báo động của Thiệu Bình Ba, vẫn sẽ khiến Thiệu Bình Ba trốn đi. Vấn đề mấu chốt không ở việc dùng kim xí đưa tin có tới trước được hay không, mà ở chỗ Đại Thiện Sơn quá tự đại, cho rằng Thiệu Bình Ba có quá nhiều sơ hở để lợi dụng. Tuy nói như vậy, Nghiêu hiếu đạo cũng chỉ ngăn cản người ta từ chối trách nhiệm, bản thân thực ra vẫn đang tự trách. Đợi hắn đến tự ra tay, tự mình tỏa chấn, chỉ e thiệu bình ba không hẳn đã có thể thuận lợi trốn thoát. Vì khi đối mặt với thiệu bình ba, hắn càng thận trọng, cảnh giác hơn đại thiện sơn. Từ sau nhà có người đi ra, mấy đệ tử của đại thiện sơn đi ra trong sự hộ tống cùng với thiệu đăng vân. Trưởng môn hoàng đã đến rồi, thiệu đăng vân đi tới trước mặt hoàng liệt hành lễ chào, buông tiếng thở dài đến vì nhiệt tử sao, đều do ta không biết dạy con, thực sự có tội. Hoàng liệt lạnh lùng nhìn ông ta, biết người này không chịu phối hợp vây bắt, lòng quả thực giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói. Dù sao cũng qua rồi, không quan hệ tới thiệu huynh. Nghe được vị hán tử uy vũ, tóc hoa dâm này là ai, là lần đầu gặp mặt, như hữu đạo chợt đánh giá một lượt, phát hiện không giống thiệu bình ba bao nhiêu. Vị này thể trạng khôi ngô, cao lớn, khí thế hào hùng, còn thiệu bình ba tuấn tú, âm nhu, ánh mắt thiệu đăng vân cũng nhằm vào hắn thấy hắn không mặc trang phục đại thiện sơn dáng vẻ còn trẻ lại có thể đứng sóng vai với hoàng liệt tự nhiên ông ta chú ý tới đặc biệt là hắn nhìn ra một chút sát ý trong mắt của đối phương đối với người từng trải xa trường gần cả đời như thiệu đăng vân sẽ rất nhạy cảm đối với sát khí người trẻ tuổi này không quen mình vị này chính là thiệu đăng vân thỉnh giáo người của đại thiện sơn nhìn về phía như hữu đạo bởi vì đều biết vị này và con trai của đối phương là đối thủ một mất một còn. Nghiêu hữu đạo cười lộ hàm răng, nghiêu hữu đạo, con người của thiệu đăng vân đột nhiên co rụt lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao đối phương lại động sát ý với mình, không ngờ còn dám tới cả nơi này. Mặt khác, ông ta cũng hiểu đối phương không hề sợ hãi, đã đứng bên phía đại thiện sơn, là chạy tới đuổi tận giết tuyệt con trai của mình. Ngưỡng mộ đã lâu, thì ra người chính là nghiêu hữu đạo đã giết yến sứ, quả nhiên là một nhân tài. Thiệu đăng vân gật gật đầu, Ngưu Hữu Đạo cười hít mắt nói, thì ra ngươi chính là tướng quân Thiệu được chữ Vương Thương Kiến bá một tay đề bạt, nhưng cuối cùng lại ruồng bỏ thương thị, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Lời ấy đâm trúng chỗ đau của Thiệu Đăng Vân, khiến ông ta trầm mặc. Ngưu Hữu Đạo liếc chéo Trung Dương Húc, "Trung trưởng lão, Thiệu Bình ba có trốn ở phủ thứ sử hay không? Phủ thứ sử đã được điều tra chưa?" Trung Dương Húc than thở, "Y đã chạy từ địa đạo." Ngưu Hữu Đạo nói cách khác vẫn chưa lục soát, vẫn nên cẩn thận tìm kiếm một hồi thì hơn. Nói vậy giống như thừa thải, nhưng Hoàng Liệt lại mau chóng hiểu ra. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, người trông coi bên này lại sơ sẩy. Ông trừng mắt với Trung Dương Húc, trầm giọng nói, cẩn thận lục soát cho ta, không được bỏ sót bất kỳ khu vực nào. Như hữu đạo sắc thực sợ xuất hiện vệt đen dưới đèn, để thiệu bình ba có chỗ trống chui vào. Phải, Trung Dương Húc thẹn thùng, mau chóng bắt chuyện với người đi lục soát. Thấy Nhiêu Hữu Đạo không chút khách khí chĩa mũi nhọn vào con trai mình ngay trước mặt mình, Thiệu Đăng Vân cũng không thể nói gì được. Trống kiếm đứng, ngón tay như hữu đạo giật giật, bàn tay đặt trên chuôi kiếm dường như không an phận. Ánh mắt hắn theo dõi Thiệu Đăng Vân, sát cơ càng như ẩn như hiện. Một cái tay duỗi tới, Hoàng Liệt Phương một tay đặt trên u bàn tay cầm kiếm của Ngưu Hữu Đạo, ý bảo hắn không nên làm loạn. Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn trời, tâm tư chuyển mau. Hắn hiểu rõ sự e ngại của Hoàng Liệt, một khi giết Thiệu Đăng Vân, Châu Bắc đại loạn, sẽ không thể đàm phán với ba đại phái của nước Yến đạo lý rất đơn giản, muốn đàm phán với ba đại phái thì phải tư cách trước đã. Ba đại phái có thể đàm phán với ngươi là vì ngươi có thể thuận lợi bàn giao châu Bắc cho họ. Chỉ khi khống chế được thế lực tu hành và thế tục ở châu Bắc đồng thời chắp tay nhường châu Bắc, nước Yến mới có thể dễ dàng khống chế lại châu Bắc. Nếu không, châu Bắc rối loạn, nước Yến phải cướp giật châu Bắc với nước Hàn, người ta còn cần đàm phán làm gì với ngươi, còn cần đồng ý với điều kiện của ngươi sao. Đại Thiện Sơn cũng không còn tư cách có thể dễ dàng thoát khỏi Châu Bắc để đi tiếp quản Châu Nam. Hiện tại giết thiệu Đăng Vân không phù hợp với lợi ích của Đại Thiện Sơn, tương tự cũng không phù hợp với lợi ích của Ngưu Hữu Đạo lợi ích. Hoàng Liệt vì vậy mà khuyên, Ngưu Hữu Đạo gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, rồi nói với thiệu Đăng Vân. Tướng quân thiệu, ngài quen thuộc nơi này, có thể hạ mình dẫn ta đi xem hay không? Thiệu Đăng Vân lạnh lùng nói, không cần phải vậy, chỗ ta không hoan nghênh ngươi. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, đang muốn mở miệng, chợt có một đệ tử Đại Thiện Sơn đi tới, sau khi chào Hoàng Liệt lại bẩm báo cho Trung Dương Húc. "Sư phụ, cha xét khu nhà ngoài thành kia được chút manh mối." Một hạ nhân nhìn thấy vài người đội mũ rộng vành màu đen đã điều khiển ba con chim mang Thiệu Bình Ba và Thiệu Đăng Vân đi. Hoàng Liệt lập tức hỏi, "Có biết những kẻ đó là ai không?" Tên đệ tử đáp, "Hạ nhân sai vật, không biết nhiều, chỉ vô tình nhìn thấy, không biết những người kia là ai." Nghe được vận dụng ba con chim cùng lúc, lại là người đeo mũ rộng vành trong chớp mắt đã xúc động nhưu hữu đạo nghĩ đến tình hình nhắc mẫu đơn bị tập kích mà đoạn hổ báo nhưu hữu đạo trầm giọng nói hẳn là người của hiểu nguyệt các thiệu đăng vân liếc nhưu hữu đạo hoàng liệt kinh ngạc hiểu nguyệt các ông cho rằng ta nói chúng là người của hiểu nguyệt các chỉ là nói đùa nhưu hữu đạo hỏi ngược lại sắc mặt hoàng liệt trầm trọng nhìn về phía thiệu đăng vân không biết người này có dính dáng tới hiểu nguyệt các hay không nhưng cũng không quan trọng không cần thiết phải ép hỏi Đại Thiện Sơn đã định từ bỏ châu Bắc, không cần phiền phức, để cho người khác đau đầu thôi. Nghiêu Hữu Đạo xoay người đi, dẫn theo quản phương nghi sang một bên, lặng lẽ căn dặn. Lập tức liên hệ với bên phía Hiểu Nguyệt Các, hỏi xem có phải bên đó mang người đi hay không. Nếu đúng, bảo Hiểu Nguyệt Các giao người ra đây, điều kiện sẽ đàm phán. Quản phương nghi gật gật đầu, xoay người đi tìm Trần Bá sắp xếp. Nghiêu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn Thiệu Đăng Vân, vốn định gọi sang bên, thăm dò thái độ của vị này một phen. Vì sao phải thăm dò? Bởi vì hắn vẫn không quyết định từ bỏ hạ sát thủ với ông ta. Vốn không muốn giết Thiệu Đăng Vân, nhưng Thiệu Bình Ba chạy mất, tính chất lập tức khác đi. Chỉ cần Thiệu Đăng Vân khống chế thế lực Châu Bắc vẫn còn sống, Thiệu Bình Ba còn có thể trở về. Chỉ cần Thiệu Đăng Vân khống chế thế lực Châu Bắc vẫn còn sống, Thiệu Bình Ba còn có lực ảnh hưởng với bên ngoài thì còn có năng lực tiếp tục dày vò. Nếu như thế, giết Thiệu Đăng Vân làm loạn Châu Bắc, triệt để cắt đứt ngọn núi dựa dẫm lớn nhất của Thiệu Bình Ba cũng có thể xem là một biện pháp. Nhưng làm loạn châu Bắc lại ảnh hưởng đến việc đá thiên ngọc môn ra khỏi châu Nam của hắn. Dù vậy, hắn cho rằng thiệu bình ba nguy hiểm hơn thiên ngọc môn. Có nên hạ sát hay không, hắn còn phải tử tế suy nghĩ lợi hại trong đó một chút, cho nên phải thử thái độ của thiệu đăng vân một chút. Đây là trọng điểm để hắn quyết định có hạ sát thủ hay không. Nhưng thiệu đăng vân không muốn để ý tới hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình suy nghĩ, liền sách kiếm đi bộ vào phủ thứ sử gặp gỡ một đệ tử Đại Thiện Sơn, như hữu đạo hỏi tình huống, đi tới phòng làm việc hàng ngày của Thiệu Bình Ba. chương 768, sát cờ ẩn tàng 2. Bên trong thư phòng hầu như không được trang hoàng bất kỳ thứ gì bắt mắt. Bốn vách tường chung quanh treo các loại bản đồ, trên rất nhiều cái còn có ghi chú. Trên bàn chất đống các loại công văn, như hữu đạo lật qua lật lại, trên đó ghi lại các phê duyệt của Thiệu Bình Ba. Một số ghi chép tay của Thiệu Bình Ba cũng hấp dẫn sự chú ý của Nghiêu Hữu Đạo, cố gắng lật xem một hồi kiến giải và chính lược trong đó khiến chính nghiêu hữu đạo cũng phải cảm khái rất nhiều từ đống công văn xử lý hàng ngày này nghiêu hữu đạo phát hiện lượng công việc hàng ngày của thiệu bình ba khá kinh người ra khỏi thư phòng đảo đông đảo tây đối với những nơi riêng tư hàng ngày của cha con thiệu đăng vân hắn đều cảm thấy khá hứng thú cảm thấy hứng thú cũng do hắn muốn tìm hiểu thêm đối thủ của mình về những phương diện khác có cơ hội như vậy hắn sẽ không bỏ qua cuối cùng đi tới một gian tĩnh phòng thuộc về thiệu đăng vân có người nói Thiệu Đăng Vân không để cho người khác tiến vào nơi này. Bên trong tĩnh phòng rất giản dị, chỉ có một bàn thắp hương, một bức tranh, một chiếc linh vị, một chiếc gối quỳ. Trong tranh vẽ một nam tử oai hùng mặc chiến giáp đang thúc ngựa vung roi, khí thế uy vũ. Chữ trên linh vị lại là nước yến, đại tư mã, chữ vương thương kiến bá, khiến Nhiêu hữu đạo rất bất ngờ. Mũi hít hít, người thấy mùi nhang khói trong tĩnh phòng. Hắn nhìn hoàn cảnh khói hương lâu dài, lại nhìn vết tích quỳ nhiều năm tháng trên gối quỳ, xác nhận là nơi được cung phụng đã lâu nghiêu hữu đạo đứng trước linh vị im lặng một hồi sau đó xoay người rời đi tiếp tục đi trong phủ một khắc gặp quản phương nghi tìm đến bà ta gặp mặt liền hỏi đi đến đâu rồi tùy tiện đi chung quanh nghiêu hữu đạo đáp rồi dẫn bà ta về nhà trước đi tới phòng lớn chỗ thiệu đăng vân gian xếp một chút Đệ từ đại thiện sơn để hắn đi vào thiệu đăng vân ngồi sau bàn dài lạnh lùng nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo đi tới thờ ơ không động lòng quản gia dương song hơi sốt sắng lúc trước ông ta cũng nhận ra nghiêu hữu đạo ẩn chứa sát ý đối với thiệu đăng vân nên bước nhanh tới ngăn cản nghiêu hữu đạo chắp tay cười bồi nói tiên sinh nghiêu có dặn dò gì chăng thiệu đăng vân quát lên cớ gì che che giấu giấu tránh ra dương song quay lại nhìn vẻ mặt gượng ép lui sang bên nghiêu hữu đạo tới trước bàn chống kiếm đứng mời tướng quân đi một chút tướng quân có dám chăng thiệu đăng vân hừ lạnh cần thiết phải thế sao cạch như hữu đạo đột nhiên nâng kiếm lên rút kiếm lộ nửa đoạn lóe ra hàn quang dương song sợ hãi kêu lên người đâu người đâu ông ta vội vã ngăn trước bàn thiệu đăng vân vẫn ngồi yên lạnh nhạt nói dương song tránh ra làm sao dương song dám tránh ra đệ tử đại thiện sơn bên ngoài đã nghe tiếng chạy vào mấy người đồng thời đứng thay vị trí của dương song ngăn trước bàn một người trầm giọng nói như hữu đạo người muốn làm gì cạch như hữu đạo tra kiếm vào lại vỏ chậm rãi trông kiếm trước người, nói. Theo ý ta, vốn nên một kiếm chém chết ông ta, chặt đứt chỗ sửa của thiệu bình ba. Nhưng quận vương dòng bình biết ta tới châu Bắc làm việc đã luôn nhắc nhở, những người khác thì mặc kệ, chỉ có một thỉnh cầu duy nhất là không được đả thương thiệu đăng vân. Thiệu đăng vân ngồi sau bàn sừng sốt, nhất thời khí thế yếu đi, ngơ ngác nhìn như hữu đạo phía sau bức tường người, dáng vẻ muốn nói lại thôi, dường như muốn hỏi điều gì. Nhiêu hữu đạo tiếp tục nói, thiệu đăng vân là thiệu đăng vân, Thiệu Bình Ba là Thiệu Bình Ba. Thiệu Đăng Vân chính là bộ hạ cũ của Tiên Vương, đã có tình đồng sinh cộng tử, đẫm máu xa trường với Tiên Vương. Nếu Tiên Vương ở đây, Thiệu Đăng Vân tất nhiên sẽ không phản. Tiên Vương bỗng qua đời, Thiệu Đăng Vân phản nước yến chính là do tình thế bức bách, tất có nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu có sai, không sai ở Thiệu Đăng Vân, mà là bản vương phụ lòng những huynh đệ của Tiên Vương, khiến họ oan ức. Tha rằng Thiệu gia phụ ta, bản vương không thể phụ người. Nếu bản vương tàn sát huynh đệ của tiên vương thì là bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, bản vương nào còn thể diện ngước nhìn tiên vương trên trời có linh thiêng. Lời này nghiễm nhiên nói bằng giọng điệu của dòng bình quận vương thương chiêu tông. Thiệu đăng vân trừng lớn hai mắt, một câu thà rằng thiệu ra phụ ta, bản vương không thể phụ người, khiến ông ta chợt đỏ bừng mắt, hai tay đặt trên bàn nắm chặt lại, hít thở nặng nề. Dương song quay đầu lại nhìn ông ta, như hữu đạo nhìn rất rõ phản ứng của ông ta, lại nói tiếp. Vương gia nhân nghĩa, như mỗ lại không thể không phản đối ta cho rằng đó là lòng dạ đàn bà hôm nay buông tha tương lai tất thành hậu hoạn vốn nên giết chết nhưng nể tình vương ra mãi cầu xin nếu ta vẫn cố ý làm trái hòa khí giữa chúng ta sẽ bị tổn hại vì vậy lần này tha cho cái mạng chó của ngươi dứt lời hắn xoay người đi tới cửa lại dừng lại quay đầu ném lại một câu mời ngươi đi một chút vốn là định nói riêng cho ngươi những câu này ai biết chỉ là phường chuột nhất cái gì chư hầu một phương chẳng qua chỉ dính được chút ánh sáng của kẻ đã chết mà thôi. Đại tướng quân, hãy thắp thêm hai nén nhang để cảm ơn chữ vương thương kiến bá trên trời có linh thiêng đi." Nói xong hắn liền đi ra ngoài, để lại trong phòng rơi vào yên tĩnh. Đợi đến khi các đệ tử Đại Thiện Sơn nhìn nhau một cái rồi lui ra ngoài, Thiệu Đăng Vân ngồi sau bàn đã không còn lời nào đối mặt với trời xanh, ngẩng đầu nhắm mắt, lệ già tràn mi, thoáng có tiếng nấc nhỏ vang lên. Dương Song bên cạnh cũng tỏ ra bi thương, nâng tay áo lau nước mắt ông ta là người rõ nhất việc còn canh cánh trong lòng kia trong đình viện quản phương nghi cẩn thận từng bước thỉnh thoảng nhìn về phía sau mau chóng đuổi theo nghiêu hữu đạo nhỏ giọng nói với nghiêu hữu đạo ngươi nói lên thuyên một hồi thực sự là do vương ra dặn nghiêu hữu đạo cất bước đi dạo hắn nghiêng đầu nhỏ giọng nói đưa tin cho vương ra bảo vương ra chiêu hàng quản phương nghi ngạc nhiên chiêu hàng ai thiệu đăng vân nghiêu hữu đạo bí mật căn dặn quản phương nghi nghe xong liền trợn tròn mắt nhỏ giọng suy suy người thật thiếu đạo đức vậy là ngay cả châu bắc cũng không muốn thiên ngọc môn nhúng vào như thế có được không sau này đừng cho rằng ta thích gạt ngươi giải thích không được bảo ngươi làm thì làm đi đừng rông dài lại chửi mắng một trận phù phương viên độc cô tĩnh bước nhanh tới một tiểu viện nhỏ đi tới phòng khách gõ cánh cửa đang đóng chặt thấy ngọc thương đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên gối tròn trong căn phòng trống độc cô tĩnh đi tới bên cạnh quỳ một chân hai tay dâng một phong thư sư phụ tin của ngưu hữu đạo ngọc thương chậm rãi mở mắt cầm tin nhắn xem xong cau mày nói yêu cầu thiệu bình ba lẽ nào thiệu bình ba rời châu bắc có quan hệ với hắn bên châu bắc có tin tức gì không độc cô tính tạm thời còn chưa biết hẳn là cần chút thời gian tìm hiểu ngọc thương trầm ngâm thiệu bình ba mang theo một tùy tùng chạy tới nước tề làm gì bên ông ta không hiểu rõ tình hình nhận được tin tức thiệu bình ba nói muốn hộ tống một người tới kinh đô nước tề làm việc ai biết được đến lúc đón được người mới phát hiện, người được hộ tống lại chính là Thiệu Bình Ba. Độc cô tính, người sắp đến rồi, đến lúc sai người đi hỏi là biết. Chỉ là Nghiêu Hữu Đạo đã đòi Thiệu Bình Ba, làm sao trả lời. Trong thư có nói có điều kiện gì cũng có thể đàm phán, phải nói sao. Ngọc Thương lắc đầu, hắn ở châu Nam chỉ là cái tên nửa vời, còn sau lưng Thiệu Bình Ba là toàn bộ châu Bắc. Sao Thiệu Bình Ba cho hắn? Hắn đang nói đùa sao? Ừm, cũng đừng từ chối vội. Trả lời hắn, hỏi xong hắn có thể cho chúng ta cái gì. Gửi tin sang đã, xem xem tình huống thế nào. Được, độc cô tính đáp lại. Phủ thứ sử châu Nam, trong anh vũ đường, thương chiêu tông đẩy xe đẩy, dừng lại trước một bản đồ. Mông Sơn Minh đang ngồi, mấy tướng lĩnh cũng vây chung quanh, chính là đang chỉ bản đồ thương nghị chuyện gì đó. chương 769, chiêu hàng, Lam Nhược Đình từ bên ngoài vào, nhìn tình hình trong phòng, nắm quyền ho khan một tiếng. Mọi người quay đầu lại nhìn, mông sơn minh biến y có việc nói các ngươi ra ngoài hội nghị trước lát nữa nói sau vâng các phiên tướng lĩnh đồng thời chắp tay xin cáo lui chờ mấy người đi ra ngoài lam nhược đình lấy một lá thư trong tay áo ra đưa cho thương chiêu tông vương gia đạo gia gửi thư nhắn chúng ta chiêu hàng thiệu đăng vân tặc phản quốc há có thể tha cho lão ta thương chiêu tông giận dữ nói cầm lấy thư lập tức cúi đầu xem mông sơn minh ngờ vực chiêu hàng thiệu đăng vân Lam Nhược Đình gật đầu, trong thư không nói rõ chi tiết, chỉ nói Thiệu Bình Ba đã rời Châu Bắc bỏ chạy. Châu Bắc sắp có đại biến, có thể thừa lúc vắng nhà mà vào. Đạo gia nhắn chúng thử dùng tình cũ chiêu hàng Thiệu Đăng Vân. Mông Sơn Minh Hồ Đồ, một nam một bắc, xa xôi cách trở, đầu đuôi không thể quản hết. Lui một bước mà nói, lúc này chiêu hàng chẳng phải tự làm phiền bản thân, triều đình há có thể ngồi nhìn không. Thương chiêu tông xem xong thư, đưa cho mông sơn minh, tâm tình yên tĩnh hơn không ít, cau mày. Trong thư có nói Thiệu Đăng Vân còn nhớ tình nghĩa năm xưa với phụ vương, có thể dùng đó để mời chào, cũng không phải là bảo Thiệu Đăng Vân thực sự đầu hàng, mà là ngầm quy thuật, chờ tương lai. Mông Sơn Minh nhìn thư nói, Thiệu không phản yến, mà là vì báo thù cái nhục của chữ vương. Nếu dùng lý lẽ này để thuyết phục, nguyện cọ rửa cái danh phản bội, việc chiêu hàng rất có khả năng. Ba người liếc nhìn nhau, đều hiểu ý của Ngưu Hữu Đạo. Chỉ cần Thiệu Đăng Vân đồng ý quy thuật, Đến lúc đó bên ngày sẽ nói Thiệu Đăng Vân vốn không hề phản bội nước yến, mà là vì giúp chữ vương bảo tồn thực lực. Nói trắng ra chính là lấy việc rửa sạch cái danh phản quốc của Thiệu Đăng Vân làm điều kiện chiêu hàng. Anh Vũ Đường chìm trong yên tĩnh, một lát sau, mông sơn minh vẫn còn mông lung, nghi ngờ nói. Đang yên đang lành, Thiệu Bình Ba làm sao bỏ chạy khỏi châu Bắc. Lam Nhược Đình, có thể đoán được, đạo gia và vị công tử họ Thiệu kia là đối thủ một mất một còn, tám chín phần là do hai vị này lại chơi nhau hai vị này ngươi tới ta đi chỉ muốn dồn đối phương vào chỗ chết giữa hai người không nháo sự đến không chết không thôi là sẽ không dừng tay thiệu bình ba chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà bỏ châu bắc chạy trốn khẳng định là do đạo gia dở trò thương chiêu tông lầm bầm có đại thiện sơn che chở quyền lớn thế tục lại đang trong tay thiệu gia làm sao có thể ép cho thiệu bình ba phải bỏ trốn mông sơn minh trả thư cho lam nhược đình than thở phương thức làm việc của đạo gia nhà chúng ta luôn khiến người ta rơi vào sương mù không dễ dàng chịu ngồi yên dùng cách ứng biến lâm thời để cứu vãn sơ hở quá trình có thể khiến người xem hoa cả mát không tới cuối cùng không ai hiểu được hắn muốn làm gì đừng đoán nữa chờ kết quả cuối cùng đi thương chiêu tông thử hỏi vậy làm theo lời đạo gia mông sơn minh cười hỏi vương gia muốn làm thế nào thương chiêu tông nhất thời cười gượng cứ làm theo lời đạo gia đi vậy lại chẳng mất gì mà cũng không phải chuyện gì xấu ta viết một lá thư cho người mang đi, không thích hợp, Lam Nhược Đình xua tay, tin này không nên do vương gia viết, nên để mông soái tự tay viết thư chiêu hàng thay vương gia là thích hợp nhất. Mông soái làm bảo đảm cho hứa hẹn sẽ làm thiệu đăng vân không nghi ngờ, tất tin. Thương chiêu tông nghe vậy gật đầu, hiểu ý của y. Mình trước mặt thiệu đăng vân không có uy tín gì, lúc người ta ngang dọc xa trường, mình mới là một đứa bé. Mông Sơn Minh thì khác, có trọng lượng nói chuyện với Thiệu Đăng Vân. Mông Sơn Minh suy tư một thoáng, gật đầu, "Được, lá thư này do lão Thu viết." Lam Nhược Đình lại lên tiếng, "Không thể dụ dỗ mãi, giữa câu chữ không ngại thêm ý răn dậy. Mông Sơn Minh liếc nhìn y một cái, "Ừm, tiểu Lam dần có mùi vị của Lạc thiếu phu rồi đó, sắp xuất sư rồi." "À," đến Phiên Lam Nhược Đình cười gượng, "Ha ha," Thương Chiêu Tông thì lại cười to, Mông Sơn Minh cũng mỉm cười, tường thành sừng sững, đỉnh cao chót vót, tại cửa thành, các tiểu thương người đến người đi quần áo sang trọng các kiểu, nơi khác không thể nào so sánh. Mấy chục người cưỡi ngựa đến ngoài thành, ghim ngựa đứng lại. Đường nghi nhúm bụi mệt mỏi ngước đầu nhìn thành lầu trên tường thành cao. Rốt cuộc đã chạy tới đô thành nước vệ, nơi phồn hoa, chủ phú nhất trong bảy quốc gia. Thủ binh tiến lên hỏi thăm, được báo là người của Thượng Thanh Tông, thủ binh lập tức chạy về bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, trên lâu thành có một người phụ nữ lớn tuổi đi xuống, tới trước mặt đường nghi lấy ra một tờ giấy đường nhi lập tức nhảy xuống ngựa cũng lấy ra một tờ giấy so sánh với đối phương sau khi ghép lại thấy hoàn toàn ăn khớp trên giấy hiện ra một chữ đường hoàn chỉnh xác nhận không sai sót người phụ nữ lớn tuổi mới buông tay cười nói trưởng môn đường đi lại cực khổ rồi tướng công lệnh cho ta cung kính bồi tiếp xin mời đi theo ta nghe nói thừa tướng nước vệ tự mình phái người tới đón thật khó chịu nổi đường nhi mau chóng chắp tay nói làm phiền Người phụ nữ lớn tuổi vẫy tay bảo người dắt ngựa tới, nhảy lên lưng ngựa, tự mình dẫn nhóm đường nghi vào thành. Có người phụ nữ này dẫn đường, thủ vệ không dám tra xét. Gò núi ngoài thành, một người đàn ông lôi thôi đeo hổ lô ngang eo đang đứng dưới tán cây, từ xa nhìn lại, chính là Triệu Hùng Ca. Dọc theo con đường này, Triệu Hùng Ca đều ngầm hộ tống. Lúc này thấy cả nhóm bình yên vào thành mới thở nhẹ ra. Nơi trù phú nhất bảy quốc gia, độ phồn hoa không cần đề cập tới nhóm người của thượng thanh tông đi tới ngoài một phủ đệ gạch xanh tường cao được canh gác nghiêm ngặt trên cửa nhà cao cáo có treo tấm biển viết chữ thiên vi đây chính là dòng chữ do hoàng đế tiền nhiệm của nước vệ tự tay viết lên nơi này chính là phủ đệ của trưởng công chúa nước vệ huyền vi cũng là dinh thự của nữ thừa tướng nước vệ hiện nay không cho mọi người cùng đi vào chỉ cho phép đường nhi dẫn theo một người tùy tùng là đường tố tố đi theo người phụ nữ có tuổi dẫn đường tránh qua các trạm gác nghiêm ngặt trong phủ rẽ qua các đình đài lầu các, thỉnh thoảng gặp các nữ hầu trên đường. Đến một căn lầu thủy tạ, người phụ nữ bảo hai người chờ đợi, rời đi thông báo. Bốn phía chung quanh, thị vệ như ẩn như hiện thỉnh thoảng lại theo dõi rất chăm chú về phía này. Đường Nhi và đường tố tố lặng lặng chờ đợi, không dám chạy loạn, chẳng qua là hai người cảm thấy có điều lạ lùng. Đường đường phủ đệ của trưởng công chúa nước vệ mà dọc đường đi đến đây không nhìn thấy cả một đóa hoa, không giống nhà của phụ nữ. Trong sân nhà rộng rãi, một người con gái mặc trang phụ giả nam, mày như tranh vẽ, đang ngồi sau bàn giải đối đáp với vài quan chức đang ngồi quỳ chân bên dưới, chính là nữ tướng công huyền vi của nước vệ. Bên cạnh một cây cột tròn khá lớn có một nam giới tóc xóa dài đang đứng. Người này mặc bộ áo choàng dài bằng vải xám, đeo kiếm bản to kiểu cổ, lẳng lặng đứng chờ. Trong vẻ tuấn giật của anh ta có sự tang thương, đó chính là pháp sư tùy tùng của huyền vi, đệ nhất cao thủ đan bảng, tây môn tình không. Người phụ nữ dẫn đường đi qua cửa sau của sân vào trong, đi trách về phía hành lang, tới cạnh cột nhà lớn, nói thầm mấy câu bên tai Tây Môn Tình không. Tây Môn Tình không khẽ gật đầu, ra hiệu chờ. Người phụ nữ lớn tuổi đứng sang bên chờ đợi, đợi các quan chức lui ra, Huyền Vi ngồi quỳ chân trước bàn dài giơ tay nâng một quyển công văn lên định mở, Tây Môn Tình không đứng bên cột lên tiếng nói. Đường Nhi đã đến, Huyền Vi à một tiếng đáp lại, thong thả đặt công văn xuống, đứng dậy, đi tới đến rất nhanh, người phụ nữ lớn tuổi trả lời. Đường Nhi dẫn theo một số người không ngừng nghỉ chạy tới. Người của Thượng Thanh Tông còn đang trên đường đi, chương 770, chó mất chủ. Huyền Vi hỏi, Nghiêu Hữu Đạo còn ở vạn thú môn sao? Từ lúc nhận được tin của Viên Cương, mời bên này tiếp nhận Thượng Thanh Tông, nàng đã hạ lệnh cho người của vụ phủ trọng điểm theo dõi Nghiêu Hữu Đạo. Nàng lại không ngốc Thượng Thanh Tông có quan hệ với Nghiêu Hữu Đạo mà không phải có quan hệ với Viên Cương trưởng môn đường nghi của Thượng Thanh Tông vẫn là phu nhân của Ngưu Hữu Đạo. Viên Cương chỉ là tùy tùng của Ngưu Hữu Đạo, nếu nói đó không phải ý của Ngưu Hữu Đạo mới là lạ, một tùy tùng có thể quyết được việc lớn như vậy sao? Giữa những người thông minh đôi khi không cần nói rõ ra. Trong lòng Ngưu Hữu Đạo cũng hiểu rõ, mà nàng cũng rõ ràng. Thu nhận, giúp đỡ Thượng Thanh Tông, Ngưu Hữu Đạo sẽ phải nợ một món nợ ân tình với nàng. Phụ phủ, ngụ ý thần bí ẩn náu trong mây mù, ở nước vệ có chức năng tương tự với giáo sự đài của nước tề và điệp báo ti của nước yến nói trắng ra đó chính là một tổ chức tình báo quốc gia huyền vi vừa ra lệnh tổ chức tình báo mạnh mẽ nhất của nước vệ sẽ lập tức hành động người phụ nữ lớn tuổi kia lên là khương thạch cơ nhìn bề ngoài xấu xí nhưng là trưởng lệnh sứ của vụ phủ có thể tự mình đi tiếp đón đường nghi đã nói rõ sự coi trọng của huyền vi đối với ngưu hữu đạo khương thạch cơ đã rời vạn thú môn cùng với trưởng môn đại thiện sơn là hoàng liệt cưỡi hai con hát ngọc điêu tới châu bắc bây giờ người đang ở phủ thứ sử châu bắc cụ thể làm gì thì không rõ nhưng bên châu bắc có vẻ không yên tĩnh trước khi nghiêu hữu đạo đến người của đại thiện sơn giết vài thuộc cấp của thiệu đăng vân đồng thời lùng bắt các học sinh của học phủ do thiệu bình ba một tay sáng lập một phần học sinh được chia ra các nơi trong châu bắc để rèn luyện đột nhiên biển mất nhân viên lùng bắt đã vổ hụt còn nữa thiệu bình ba đã có một quãng thời gian không hề lộ diện huyền vi nghi hoặc đại thiện sơn phát sinh xung đột với thiệu thị khương thạch cơ có vẻ vậy tình huống cụ thể vẫn chưa rõ tin tức được phong tỏa tương đối nghiêm mật chính vì tin tức bị bảo vệ càng nghiêm mật nên mới càng có thể có lời đồn nói rằng nghiêu hữu đạo có ân oán với thiệu bình ba cụ thể là ân oán gì thì không rõ người bên ngoài quả thực không rõ ân oán giữa nghiêu hữu đạo và thiệu bình ba quan trọng là đôi bên cũng không dám để người ngoài biết một số việc trong đó huyền vi đi qua đi lại nhiều hữu đạo và Hoàng Liệt cùng đi châu Bắc, giết thuộc cấp của Thiệu Đăng Vân, còn bắt học sinh của Thiệu Bình Ba. Giữa hai người này thực sự có thủ oán gì đó. Đám người bên nhiều hữu đạo xuất hiện ở sao huyệt của Thiệu Bình Ba đã chứng tỏ vấn đề. Tu hú chiếm tổ chim khách, chắc hẳn Thiệu Bình Ba phải chịu thiệt thòi. Thiệu Bình Ba này thật không đơn giản, nhìn từ các biểu hiện, rất có thể việc châu Bắc tự lập là do y một tay thao tác. Sau khi phía Bắc kháng nước Hàn, phía Nam ngự nước Yến, hai nước giáp công mà không ngã, quá trình châu Bắc phát triển càng liên tục có hành động đáng ngạc nhiên. Nói y là kỳ tài 300 năm khó gặp một lần cũng không quá. Khương Thạch Cơ đã hạ lệnh quan tâm tới Thiệu Bình Ba, có tin tức về y sẽ lập tức đăng báo. Huyền Vi, người như thế sẽ trưởng thành trong mưa gió, không phải ai cũng có thể đẩy đổ, vậy mà lại thua thiệt trong tay kẻ đến sau như Nhiêu Hữu Đạo. Nhiêu Hữu Đạo này quả thật càng ngày càng thú vị, hắn hoặc tiềm ẩn không ra, khiến người ta khó lòng tìm kiếm dấu vết, khó có thể cân nhắc, một khi hắn lộ diện, lập tức sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đi, đi xem xem vị nghiêu phu nhân có thể khiến nghiêu hữu đạo bận tâm kia. Nàng vung ông tay áo, dẫn hai người rơi đi qua cửa sau. Trong nhà thủy tạ, đường nghi và đường tố tố cùng xoay người lại, nhìn về phía ba người tới từ cuối hành lang. Hai người từng gặp người phụ nữ lớn tuổi kia, còn người đàn ông tóc dài xóa vai, quần áo đơn giản, vai đeo kiếm kia khiến con người của hai người đột ngột co rụt lại, phù hợp với hình tượng của người trong lời đồn, cao thủ đệ nhất đan bảng, tây môn tình không. Ánh mắt hai người lập tức xoay sang người con gái mặc áo đen toàn thân, áo khoác dài, khuôn ngực căng đầy. Trang phục nữ giả nam cũng khó giấu được khí độ ung dung của người này, mà có thể khiến tây môn tình không làm tùy tùng, không cần đoán cũng biết là ai. Tướng công đến, ba người vừa đến, Khương Thạch Cơ giới thiệu một tiếng. Hai người lúc này chào, ra mắt tướng công, không cần đa lễ, huyền vi nâng tay nói, ánh mắt đánh giá đường nghi, khen, trưởng môn đường thật xinh đẹp không biết gọi ngươi là trưởng môn đường hay gọi là nghiêu phu nhân thích hợp hơn đường nhi hơi giật mình chợt bình tĩnh nói ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì với nghiêu hữu đạo huyền vi nở nụ cười lời ấy vì sao lại nói thế đường nhi do dự một chút ta đã hủy hôn với nghiêu hữu đạo thư hủy hôn cũng đưa cho hắn sau lần đó chúng ta không còn liên quan nữa ít ngày nữa ta sẽ công khai việc này với giới tu hành việc này phải nói rõ với tướng công ý nàng là nếu ngài cảm thấy ta và Ngưu Hữu Đạo không còn quan hệ nên không muốn thu nhận giúp đỡ ta cũng không còn lời gì oán hận ba người hai mặt nhìn nhau Huyền Vi thử hỏi là ngươi hủy hôn với Ngưu Hữu Đạo không phải Ngưu Hữu Đạo hủy hôn với ngươi bình thường đều là nam giới hủy hôn nữ giới nữ giới hủy hôn nam giới quả thật thưa thớt khó gặp chính phải vì sao Đường Tố Tố chen lời Ngưu Hữu Đạo không giàng với hồng nương của Tề Kinh không muốn cắt đứt quan hệ trưởng môn không cách nào nhịn được vì vậy hủy hôn Huyền Vi không tỏ rõ ý kiến, chỉ à một cái, nhưng có việc mà nàng ta cũng không muốn hỏi rõ ràng, cũng phải xem thái độ bên Thượng Thanh Tông ra sao mới quyết định sắp xếp như thế nào. Phu phương viên, trong rừng trúc, độc cô tĩnh bước chậm rãi theo sau Ngọc Thương, báo cáo tình huống về Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba đã đến Tề Kinh, bên này đã sai người đi hỏi tình huống. Thiệu Bình Ba cũng nói thẳng, tất nhiên nói là bị Nhiêu Hữu Đạo hãm hại. Không nói thẳng cũng không được, y cũng đã bỏ chạy khỏi châu Bắc, không gạt được người khác sớm muộn gì người ngoài cũng biết chuyện thì ra là như vậy nhân kiệt một phương lại bị nghiêu hữu đạo ép thành chó mất chủ lần này y trốn đi e rằng không thể quay về châu bắc được nữa đại thiện sơn uống nhầm thuốc sao hất đổ thiệu thị có lợi gì cho họ sau khi thổn thức ngọc thương còn tức giận chỗ ông ta kinh doanh qua lại với thiệu bình ba tự nhiên có mục đích riêng giờ bị người ta đập phá đương nhiên căm tức ông ta lại hỏi không phải người đã tới tề kinh sao có giải thích gì không độc cô tính chính nói tới anh vương phi muội muội của y y nói y có thể lợi dụng muội muội để khuấy động thế cuộc tề kinh hiện giờ y đã tới phủ anh vương ngọc thương cau mày anh vương hiền lành kia thì có thể khuấy động được gì độc cô tĩnh lắc lắc đầu biểu thị không biết sợ là nghiêu hữu đạo sẽ không bỏ qua cho y cắn chặt đến chết chúng ta có cho hay không ngọc thương không cần để ý tới cứ đáp qua loa để hắn không thể làm gì là được bên châu bắc còn phải xem xem nếu thiệu đăng vân không ngã thiệu bình ba không hẳn không có cơ hội vươn mình nếu thực sự không thể quay về nghĩ biện pháp mời chào kẻ này vào kẻ này là nhân tài hiếm thấy có thể làm việc lớn nghiêu hữu đạo cho bao nhiêu tiền ta cũng không đổi cửa chính trước phủ anh vương thiệu liễu nhi quần áo hoa mỹ ngọc bội đinh đang dáng dấp quý phụ tự mình tiến thiệu bình ba ra cửa lớn dừng chân đi thiệu bình ba xoay người ra hiệu ca đi thong thả thiệu liễu nhi cong người hành lễ ôn nhu điềm tĩnh khí chất không giống ngày xưa Thiệu Bình Ba mỉm cười xoay người đi, một đám tu si hộ vệ theo sau y, đưa tới nơi chiêu đãi khách. Y đến đây vừa để nương nhờ, vừa tìm kiếm sự che chở, sợ nghiêu hữu đạo tiếp tục truy sát, cũng là phòng bị hiểu nguyệt các. chương 771, Ngân Nhi bị chọc giận một Hiểu nguyệt các là cái loại gì, y quá hiểu. Lợi dụng hiểu nguyệt các thoát thân xong, y lập tức quyết đoán chặt đứt liên hệ, tuyệt không để mình rơi vào vòng khống chế của hiểu nguyệt các. Bởi vậy, y cầu một số đệ tử của ba đại phái nước tề làm hộ vệ từ chỗ anh vương hạo tại mảnh đất này có đệ tử của thiên hỏa giáo huyền binh tông đại khâu môn bảo vệ bất kể như hữu đạo hay hiểu nguyệt các cũng không dám dễ dàng động vào y đương nhiên y sẽ không nói về hiểu nguyệt các với hạo chân chỉ nói là bị nghiêu hữu đạo truy sát thiệu liễu nhi đứng trên bậc thang nhìn theo thần sắc bình tĩnh bên trong phòng lớn của phủ hạo chân khép hờ mắt ngồi đó hai tay khoanh lại giấu trong ống tay áo đặt trên đùi thái giám tổng quản một cửu đứng bên cạnh cao tiệm hậu của thiên hỏa giáo xa bất chỉ của đại khâu môn tạ long phi của huyền binh tông ba người tới gần hạo chân cao tiệm hậu nói ý đồ của y rất rõ ràng muốn nương nhờ vào vương gia hạo chân nói người anh vợ này của ta lại không phải người bình thường tuyệt đối có tài năng không ngờ y bị nghiêu hữu đạo bức cho thành như vậy bên châu bắc lúc trước không có một chút dấu hiệu báo trước nào không biết nhạc phụ kia của ta bây giờ ra sao mấy người ở đây đều hiểu sự lo lắng của hắn ta sở dĩ vị này cưới thiệu liễu nhi trước là do hoàng mệnh khó cãi thứ đó là cũng vì vừa ý với bối cảnh gia đình của thiệu liễu nhi thiệu gia có năng lực rằng co với nước yến và nước hàn xét về trình độ nào đó mà nói là có thể tăng cường sức nặng của hắn ta trong lòng hạo vân đồ xem như trợ lực từ bên ngoài cho hắn ta vào thời khắc quan trọng hắn ta sẽ cần dùng tới nếu thiệu gia đổ rồi trợ lực này sẽ không còn nữa mộc cửu Vương gia, chuyện đã đến mức độ này, sợ là Ngưu Hữu Đạo cũng rất khó thu tay lại. Hạo Chân, mặc kệ như thế nào cũng phải thử một phen, bản vương không thể ngồi nhìn không, người như Thiệu Bình ba bình thường muốn cầu cũng không được, đã chủ động đưa tới cửa thì há có thể từ bỏ. Bản vương lưu y lại còn có tác dụng lớn, không thể để Ngưu Hữu Đạo đuổi theo hạ sát thủ. Đưa tin cho Ngưu Hữu Đạo, dùng đến cái tình Nói hắn cho bản vương chút thể diện, chuyện thiệu bình ba chấm dứt ở đây. Chuyện bên châu Bắc, hắn không nên làm bản vương khó xử. Nói cho hắn, coi như trả lại ân tình cho bản vương. Sau đó không ngại nói nặng thêm chút, đó là nhạc phụ và anh vợ của bản vương, mặc kệ là ai giết họ đều sẽ là kẻ thù của bản vương. Trong tiểu viện của trang viên lớn, thiệu bình ba đứng dưới mái hiên, thiệu tam tỉnh đang bận biểu tự kiểm tra lại cả tiểu viện một lần. Nơi này là chỗ chiều đãi khách nước ngoài, thêm vào thân phận thiệu bình ba, hạo chân trước tiên vẫn thu xếp ở quán trọ cho khách của nước tề, chuẩn bị xem xem bên tề hoàng đế có sắp xếp gì xong mới dự định tiếp, có mùi vị tiên quốc hậu ra, cũng có thể nói là sợ bị người dèm pha. Còn về an toàn thì không cần lo lắng, nơi này vốn do tu sĩ bảo vệ, hơn nữa còn có một số người so hạo chân tăng cường thêm. Cha xét tiểu viện một lượt, thiệu tam tỉnh đi tới mái hiên. Đại công tử, có thể nghỉ ngơi, thiệu bình ba đang có vẻ lơ đãng nói, ngươi thấy liễu nhi thế nào? Thiệu tam tỉnh sửng sốt một chút, trả lời, rất tốt, tiểu thư mập hơn một chút cũng nhiều quý khí hơn có thể nhìn ra anh vương đối xử với tiểu thư khá tốt hẳn là tương xứng với tin tức nhận được về hắn ta thiệu bình ba nó khách khí đúng mực đối với ta quá bình tĩnh nó vẫn chưa quên chuyện trước kia vẫn còn giận ta hóa ra là nói chuyện đó thiệu tam tỉnh hơi trầm mặc nói thật nhìn y lớn lên từ bé ít nhiều gì cũng hiểu rõ ông ta cũng nhận ra trong mắt tiểu thư khi nhìn đại công tử còn ẩn giấu một vài thứ Hơi trầm mặc một chút, ông ta buông tiếng thở dài. Đại công tử, vì sao không nhờ thẳng lên tề hoàng? Thiệu bình ba, hạo vân đồ không còn nhỏ tuổi, người lớn tuổi mà đặc biệt ở lâu trên ngôi vị hoàng đế sẽ luyến quyền. Ông ta sẽ không dễ dàng mặc kẻ khác trở thành uy hiếp đối với hoàng quyền của ông ta, không đến ngày chết là sẽ không dễ dàng ủy quyền. Theo như ta quan sát về thế cuộc của, của nước tề, hiện tại hạo vân đồ vẫn rất mâu thuẫn, vừa phải đối mặt với vấn đề lựa chọn người thừa kế, lại vừa phải cảnh giác kẻ có thể uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế có tâm thái của một con sư vương tuổi xế chiều kết quả là trong số các hoàng tử không nhìn thấy một ai xuất chúng kẻ có năng lực cũng duy trì ẩn nhẫn khiêm tốn thí dụ như anh vương hảo chân nếu hảo chân thật sự tiếp nhận ta ta nguyện tạm thời ẩn nhẫn vì hắn ta có thể ngầm bày mưu tính kế cho hắn ta nếu hắn không muốn tiếp nhận ta ta nương nhờ hảo vân đồ cũng vô nghĩa bởi vì liên quan đến liễu nhi ai cũng đều cho rằng ta là người bên hạo chân, nên hạo vân đồ tạm thời sẽ không trọng dụng ta. Chỉ ít, khi ông ta còn sống là sẽ không có đất dụng võ cho ta. Hạo vân đồ không dùng đến ta, hạo chân lại không muốn tiếp thu ta, người cảm thấy ta ẩn nhẫn ở lại nước tề có ý nghĩa không? Trong lúc này, ta không được coi trọng lại không có thế lực kề bên người, khó thoát bị nhiều hữu đạo lấy mạng. Ta không kéo dài được, thiệu tam tỉnh cúi đầu không nói. Không nghĩ tới năm xưa gả tiểu thư tới đây lại trở thành ràng buộc hôm nay. Ông ta không nghi ngờ phán đoán của thiệu bình ba, đi theo đã nhiều năm, có đủ tự tin đối với năng lực phán đoán của đại công tử, ngẩng đầu hỏi. Đại công tử, tiếp theo nên làm sao bây giờ? Ta vẫn có tin tưởng đối với hạo chân, nếu không ta đã không tới nương tựa vào hắn ta, chẳng may đại tiểu thư gây khó dễ từ bên trong thì làm sao? Một phương gia có thể kiên nghị ẩn nhẫn lâu như vậy, lỗ tai sẽ không mềm như thế, hùng tâm sẽ không dễ dàng bị một người phụ nữ đầu độc. Chỉ cần hạo chân có ý ta cũng không phải người chết, sẽ không để Liễu Nhi làm sằng bậy. Đồng cỏ khô vàng, trên con đường mòn cũ, một đoàn người ngựa vội vàng chạy đi, Trình Viễn Độ cưới ngựa đi trước. Nhận được tin tức từ Thiên Ngọc Môn, nhóm Ngưu Hữu Đạo từ phủ Thành Châu Bắc lần thứ hai khẩn cấp đuổi theo. Thiệu Đăng Vân run rẩy nâng lên một lá thư, chữ viết quen thuộc, là chữ của lão thủ trưởng, so với trước kia càng cứng cáp hơn. Đoạn đầu trong thư mắng cho ông ta một trận, hỏi ông ta có nhớ sau trận chiến ở Tiểu Hàn Sơn, Chữ vương thương kiến bá tự mình dẫn ông ta đạp ngựa xuất chiến, trước đại quân lại vì ông ta dắt ngựa khoe công, hưởng thụ vinh quang vạn chúng hô hào, lẽ nào đại quân đang hoan hô một kẻ phản bội đó sao? Hỏi ông ta có nhớ là ai suốt đêm chạy đường dài, giải vây cho ông ta từ trong quân địch? Hỏi ông ta có nhớ vì cứu ông ta, anh Dương Vũ Liệt Vệ chết bao nhiêu người? Hỏi ông ta, trong binh sĩ của anh Dương Vũ Liệt Vệ có kẻ nào từng phản bội? Hỏi ông ta, người cho rằng người tự lập ở nơi đầy thị phi như châu Bắc Liệu có thể lâu dài? từ xưa tới nay không có công lao ba đời có mấy kẻ có thể tô cho chát phấn lên cái danh ô nhục mà xưng bá một phương tự ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo huynh đệ bên dưới nói rằng ông ta làm tướng không biết chung là gì quản ra lại để xảy ra chuyện cốt nhục tương tàn ở ngoài có ô danh bên trong nuôi yêu nghiệt ngơ ngơ ngác ngác tính đi tính lại quả là một phen thống khổ trước đây có thể nói ngươi là bất đắc dĩ có thể không truy cứu bây giờ chữ vương đã dựng cờ ở châu nam hỏi ông ta có phải mù mắt hỏi ông ta có nhìn thấy hay không. Câu cuối cùng thứ khốn kiếp, còn không quay đầu lại, chờ đến khi nào. Khiến thiệu đăng vân mắt tràn lệ ra, tựa bàn hô lên. Mông xoái, mà tướng biết sai rồi. Dương song nâng ống tay lau nước mắt, thiệu đăng vân ngồi thẳng người dậy, cất tiếng đau buồn. Mang giấy mực đến, mà tướng thỉnh tội với mông xoái. mươi 772, Ngân Nhi bị chọc giật hai. Dương song giơ tay ngăn lại, lão ra, liệu có điều gian trá hay không? sau này sẽ thật sự cọ rửa ô danh cho ngài, nói là ngài chịu nhục thay chữ vương sao. Thiệu Đăng Vân nước mắt xua tay, người khác có thể lừa gạt ta, mông soái kiên quyết sẽ không, nhanh lấy giấy và bút mực. Quản Phương Nghi đi tới chỗ lan can của Lâu Các, tới cạnh Nhiêu Hữu Đạo, phẩy phẩy tay về phía sau nói. Tin từ Châu Nam đã tới, vì sao người tốt để bên kia làm, bản thân ngươi lại không làm người tốt. Nhiêu Hữu Đạo ha ha, ta là người tốt sao, làm hắn cửa nát nhà tan, trong mắt Thiệu Đăng Vân, ta còn có thể là người tốt sao? Vậy cũng đúng, mà lần chiêu hàng này có thể thành không? Cũng có thể thành, có thể không, nhưng vẫn phải làm. Quản phương nghi ngờ vực, có ý gì, như hữu đạo bình tĩnh nói. Có thể thành, nói rõ lòng trung thành của ông ta chưa tan, có thể bất việc. Không thể thành, có lòng riêng cũng là điều tốt, thế cuộc trước mắt, phải quan sát mới có thể tùy thời đưa đẩy. Quản phương nghi, ngươi làm sao càng nói ta càng hồ đồ rồi. Nghiêu hữu đạo vỗ vỗ tay vịn, than thở mặc kệ có thể thành hay không, dù ông ta có lòng riêng, chỉ cần không phải kẻ ngộp cũng sẽ biết làm như vậy chỉ có trăm lợi mà không một hại đối với ông ta. Tình huống trước mắt đã bày rõ, có thể làm dịu ta, cố gắng nữa cũng có thể ổn định thế cuộc châu Bắc, làm sao ông ta không đồng ý. Còn về tương lai, nếu châu Nam tự mình không hăng hái, có hy vọng tới bên này cũng không có ý nghĩa gì. Nếu châu Nam không chịu thua kém, vậy chẳng phải thiệu đăng vân danh chính ngôn thuận có đường lui. Tất nhiên sẽ nước chảy thành sông ông ta đương nhiên sẽ thuận gió mà ngả chiều, làm sao phải tự mình làm khó mình. Quản Phương Nghi bỗng nhiên tỉnh ngộ, khẽ vuốt cằm, chân chính thụ giáo. Bà ta nhìn Nghiêu Hữu Đạo đã có vẻ sùng bái, chỉ là miệng vẫn xì một cái. Người quá nhiều tâm tư, là kẻ xấu. Nghiêu Hữu Đạo than thở, ta cũng không hy vọng trở thành người tốt trong miệng ngươi. Nói chuyện chính đi, Hiểu Nguyệt Các có hồi âm không? Biết hắn vẫn quyết giết chết Thiệu Bình Ba, Quản Phương Nghi xoay tay lấy ra một phong thư cho hắn. Này, Nhiêu Hữu Đạo mở ra xem, có phần không biết nói gì. Là tin tức từ phía nước vệ, cơ sở ngầm ở núi Ngũ Lương truyền tới, nói rằng đường nghi đã thuận lợi đến kinh thành nước vệ, tiến vào phủ của huyền vi, đã đặt chân ở vệ kinh. Bóp vụn lá thư, trách cứ, ta hỏi hiểu nguyệt các, không phải hỏi cái này. Quản phương nghi lườm hắn một cái, lòng tốt không được báo đáp, vừa mới hồi âm cho người ta không lâu, sao có thể trả lời mau như vậy. Người ta hỏi người có thể cho cái gì, người bảo người ta định giá, tới tới lui lui như vậy còn không biết bao nhiêu lần nữa, ta thấy ngươi đừng nghĩ sớm bắt được Thiệu Bình Ba. Lúc trạng vảng, Nghiêu Hiếu Đạo đang khoanh chân tu luyện thì bị một tiếng gõ cửa quấy rối, thu công. Quản Phương Nghi đẩy cửa vào, lấy ra một lá thư. Có tin về Thiệu Bình Ba, bà ta biết hắn quan tâm chuyện này. Nghiêu Hiếu Đạo lập tức đứng dậy tiếp tin, phát hiện là tin từ Hạo chân không khỏi nhíu mày. Quản Phương Nghi đã xem qua tin, hỏi, làm sao đây, Hạo chân muốn đảm bảo cho y, còn muốn đảm bảo cả châu bắc thể diện đương nhiên phải cho nhưng không được để hắn ta mượn thế nổi lên tại nước tề lấy giấy mực ta tự mình trả lời nghiêu hữu đạo cười lạnh quản phương nghi cấp tốc tìm đến giấy bút chủ động mài mực nghiêu hữu đạo đi qua đi lại suy tư một hồi sau đó mới để bút viết vài hàng chữ sau đó dùng giấy thổi khô đưa cho quản phương nghi gửi nguyên thư đi quản phương nghi nâng lên nhìn một chút chập chập một cái rồi xoay người đi đi ngươi không chờ ở đây nữa dưới mái hiên, như hữu đạo đến chào từ biệt, hoàng liệt hỏi. Nơi đây có trưởng môn hoàng canh giữ là đủ, ta có ở đây hay không cũng không có nghĩa, vậy thì giữ liên lạc đi. Được, ta lẳng lặng chờ tin tốt lành. Đúng rồi, vốn định biếu tặng một con hát ngọc điêu, hiện giờ chỉ có thể xin lỗi. Việc này nói đến lại đau lòng, hoàng liệt mặt không chút thay đổi nói. Đã qua rồi, như hữu đạo, trưởng môn hoàng thật phóng khoáng, vậy ta cũng không thể keo kiệt. Như vậy đi, chờ chuyện thành công xong chúng ta tạm biệt ở châu Nam, ta sẽ bán một con với giá rẻ cho đại thiện Sơn, 5 triệu đồng vàng được chăng? Quản phương nghi đứng ngoài nghe chợt chừng mắt, nhìn như hữu đạo trồng trọc. Quà cho lão nương, người dựa vào cái gì mà không thèm nói một câu đã muốn bán tháo. Mắt hoàng liệt lấp lóe, tuy không bằng tặng không, nhưng cũng đã là kiếm bột, sao có thể từ chối. Ông ta vuốt cằm nói, được thôi, tình này ta nhận, chờ lát sau, hai con chim từ phủ thứ sử châu bắc bay lên trời trần bá một mình ngồi một con, người ngồi trên con khác thì đang nháo nhào lên, tất nhiên là quản phương nhi bị chuyện bán tháo chọc giận. Bà ta không phát tác trước mặt Hoàng Liệt coi như đã cho ngưu hữu đạo thể diện. Trên núi cách mấy chục dặm ngoài thành, hai con hắc ngọc điêu hạ xuống một đỉnh núi với đặc điểm rõ ràng. Trong núi còn có một con hắc ngọc điêu, Viên Cương, Viên Phương, Ngân Nhi, lão thập tam cũng ở đây. Đôi bên lại chạm mặt, hai con hắc ngọc điêu khác đã để đệ tử của Ngũ Lương Sơn đưa về, không thích hợp xuất hành quá nhiều. Vốn là Ngân Nhi cũng phải cùng trở về, mang theo bên người dễ xảy ra chuyện, nhưng không ai có thể khuyên được nàng. Viên Cương biết chuyện của Ngân Nhi, vốn tưởng dễ bắt nạt, muốn dùng sức, kết quả lại chọc giận Ngân Nhi, cuối cùng chính hắn ta bị chèn ép lại. Người đâu, Nhiêu Hữu đạo hỏi, Viên Cương chỉ chỉ bóng lưng đang đứng lẻ loi bên núi đá. Tự ngươi xem đi, Nhiêu Hữu đạo lắc mình đi qua, hạ xuống phía sau Ngân Nhi, cười nói. Ngân Nhi, Ngân Nhi bỗng quay đầu lại nhìn, Nhiêu Hữu đạo nháy mắt cứng đờ, con người còn lại, bản năng lùi về sau một bước, không dám tới quá gần. Chỉ thấy, trên gương mặt của Ngân Nhi xuất hiện vài vệt hoa văn bạc rất tà mị. Dáng vẻ ngây thơ đã không thấy đâu, thay vào đó là một khí thế lạnh lùng, hai con mắt lạnh lạnh khiếp người. Trần Bá và Hứa lão lục không rõ tình huống, vì không biết thân phận của Ngân Nhi, chẳng qua cảm thấy lạ thường. Nữ nhân như thùng cơm này làm sao lại biến thành như vậy, giống như biến thành người khác. Quản Phương nghi lại méo mặt, nuốt một ngụm nước bọt. Một cảm giác sợ hãi quen thuộc lại tràn ngập trong nàng. Nàng hiểu rõ hơn ai hết yêu vương này khủng bố đến mức nào. Nàng ta lại yêu nghiệt có thể tới lui tự nhiên trong đòn tấn công đầy uy lực của kiếm phù. Từ khi cảm giác được ngân nhi không ổn, như Hữu Đạo đã lùi lại sau lưng Viên Cương, thì thầm hỏi khẽ, "Đây là vấn đề không lớn mà ngươi nói đó hả?" Trước đó Viên Cương có gửi thư báo lại tình hình bên này. Hắn ta biết Nưu Hữu Đạo còn có việc quan trọng cần làm chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn ở phủ thành nên không nói rõ tình hình nghiêm trọng cỡ nào. Chỉ là ta ép nàng ta cùng ngũ lương sơn về, mà nàng ta không đi, nhất định phải chờ ngươi về. Ta muốn ra tay khống chế cưỡng ép áp tải nàng ta đi, nàng ta liền ra thế này. Cũng xác thực là không có việc gì, ta dừng tay nàng ta cũng không làm loạn nữa. Đạo gia, có thể trước đó phán đoán của chúng ta về nàng ta đã sai rồi, khi bị kích thích, nàng ta có thể khôi phục được thân yêu vương. Hai mắt nhiều hữu đạo sáng lập lòe, đánh giá Ngân Nhi, không có kinh nghiệm nên hắn cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Quản Phương Nhi cũng thối lui tới bên cạnh Viên Phương, thấp giọng hỏi, Lão Hùng, chuyện gì xảy ra vậy? Viên Phương nhỏ giọng đáp, Viên gia muốn nàng ta đi cùng người của Ngũ Lương Sơn, nhưng nàng ta không chịu. Người cũng biết Viên gia đó, rất dữ dội, bèn động thủ. Nàng ta bắt đầu phát tác, may mà Viên gia kịp thu tay lại, bằng không, sợ là không chịu nổi hậu quả. Hắn ta vẫn còn sợ, lúc trước mọi người có ở chung, hắn ta thấy yêu vương này cũng rất dễ sống, rất dễ lăn lăn, ngốc ngốc ngây ngây, dần dần, không coi nàng ta ra gì. Lần này Ngân Nhi trở mặt một chút, nhớ lại những hành động lỗ mãng lúc trước của mình hắn ta cũng sợ. chương 773, tỉ muội tương xứng, dữ dội, ta thấy là ngô xuẩn ấy, quản phương nghi nhìn chằm chằm bóng lưng viên cương mà mắng. Bà ta vừa sợ vừa giận, không biết có phải con khỉ này có vấn đề về đầu óc không nữa. Biết rõ yêu vương này kinh khủng mà còn dám động vào có người ngu xuẩn như vậy sao nghiêu hữu đạo vẫn đang nghĩ xem làm thế nào để câu thông với ngân nhi đột nhiên ngân nhi nhoẻn cười như thể phản ứng hơi chậm lại như mới nhận ra có nghiêu hữu đạo đến bèn nhảy xuống khỏi mỏm đá bắt lấy ống tay áo của hắn đạo đạo nàng chỉ nói có vậy đạo ra mà người ta gọi đến nàng lại thành đạo đạo cũng coi như là cái tên của riêng nàng nghiêu hữu đạo vô thức muốn lùi lại tránh nguy hiểm nhưng thấy không sao nên vẫn cố nhịn nhìn kỹ phản ứng của đối phương xác thực là không có chuyện gì, hắn mới yên tâm. Ngân Nhi cười tươi sán lạn, cuối cùng cũng chờ được hắn về, nàng rất vui, nhưng những đường vân màu bạc tà mị trên khuôn mặt lại khiến cho nụ cười của nàng khá quỷ dị. Nàng chỉ viên cương, hờn dỗi mách, hầu tử, người xấu. Vừa gặp đã mách tội rồi, quản phương nghi thầm khen hay, Ngưu Hữu đạo quay lại nhìn, viên cương vẫn lạnh lùng như vậy. Ngưu Hữu đạo lại nhìn trần bá và hứa lão lục, không nói gì, chỉ đưa tay dắt Ngân Nhi đi. Đến một chỗ vắng vẻ, Hai người dừng lại, mặt đối mặt. Ngân Nhi hiếu kỳ nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì, chỉ hỏi: "Đạo Đạo?" Ngưu hiểu Đạo bắt đầu thi pháp rót pháp lực vào trong cơ thể nàng qua cánh tay. Kết quả thăm dò quả thực đã xác minh cho nghi ngờ của hắn. Yêu lực của Ngân Nhi đã tăng thêm không ít, trước kia hắn có phát hiện ra, khi ở Huyễn giới, dù đã phá giải yêu lực trong cơ thể của Ngân Nhi, nhưng nhục thân của nàng ta vẫn chậm chậm sinh ra yêu lực, tích góp dần lại, nhưng sẽ không bạo phát ra như thế này đúng như lời viên cương nói là do bị kích thích, nếu không phát hiện ra được yêu lực của Ngân Nhi lại sinh sôi, không biết sẽ có hậu quả gì. Sau lần này, hắn xác nhận, một khi yêu lực trong cơ thể Ngân Nhi tích xúc đến một mức độ nhất định sẽ tiến dài thành yêu vương một lần nữa, 89 phần 10 là sẽ tái hiện chân thân thánh la sát đáng sợ kia. Càn khôn lại vận chuyển, lại một lần nữa hàng phục yêu lực trong cơ thể Ngân Nhi. Yêu lực dễ dụa phản kháng, nhưng như gặp khắc tinh, nó không thể trốn đi đâu được. Ngân Nhi chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt khép lại có vẻ thoải mái yêu lực được hóa giải dần đường vân màu bạc tà mị trên khuôn mặt nàng ta cũng nhạt dần cho đến khi biến mất toàn bộ nghiêu hữu đạo thu lại pháp lực buông tay nàng ta ra ngân nhi cũng chậm chậm mở mắt lại trở lại thành nữ nhân thần chân kia ánh mắt thuần khiết to tròn sáng lấp lánh nhìn hắn nghiêu hữu đạo cười quay người đi ngân nhi lại đuổi theo ngây thơ gọi đạo đạo ba con phi cầm cực lớn từ trong núi rừng bay vút lên có ngân nhi trên đó mang tai của Ngưu Hữu Đạo cũng được thanh tịnh. Quản Phương Nghi không còn rông dài lại nhảy mãi về chuyện bán đổ bán tháo phi cầm. Đi đâu, viên cương xác định phương hướng một chút, hỏi. Ngưu Hữu Đạo đáp, kinh thành nước tề, có thể thiệu bình ba đang ẩn nấp ở đó. Hắn kể lại chuyện hạo chân gửi thư. Viên cương nói, muội muội của y đang ở kinh thành nước tề, có phải manh mối này quá trực tiếp không? Nếu y không có ở đây, chẳng phải phí công rồi sao? Chính vì quá trực tiếp, nên mới đầu ta cũng không để ý đến ta nghĩ thiệu bình ba chạy vớt mạng sẽ không thể nhắm tới mục tiêu rõ ràng như thế sau đó ta ngẫm lại không chừng thiệu bình ba đang lợi dụng điều này dù có phải hay không ta cũng phải đi một chuyến có thể ta lại phạm vào một sai lầm cũ hắn đang muốn nói đến chuyện mình gửi thư đáp lại hạo chân trước đó để hoàng liệt gửi thư cho bắc châu hắn đã kinh động đến thiệu bình ba để y bỏ chạy lần này nếu y đang ở kinh thành nước tề thật làm không tốt có khi lại đánh cỏ động rắn sau đó hắn chào từ biệt hoàng liệt, chạy tới kinh thành. Trước kia không có năng lực này, giờ có thể tỏa kỵ phi hành, đúng là tiện lợi. Ý thức được vấn đề, đương nhiên hắn muốn cấp tốc ngăn con cá lọt lưới. Viên cương hiểu, như hữu đạo muốn truy sát thiệu bình ba đến cùng, không cho đối phương có cơ hội quật khơi, nhất là với thế cục Bắc Châu hiện tại, càng không thể để cho thiệu bình ba về Bắc Châu. Thiên vi phủ, tẩy hết lớp phấn trang điểm, huyền vi vẫn mặc nguyên bộ nam trang đứng trước một bức địa đồ quan sát. Đường nhi từ ngoài cửa tiến vào, không cần thông báo, nguyên nhân của chuyện này không thể không nói là Huyền Vi đang muốn thể hiện mình rất tin tưởng Đường Nghi. Huyền Vi đã hạ lệnh, cũng đưa cho Đường Nghi một tấm lệnh bài, nàng có thể ra vào thoải mái không cần thông báo, cũng có thể rời phủ Thiên Vi bất kỳ lúc nào. Đương nhiên, có pháp sư Tây môn Tình không này ở đây, cũng không cần lo Đường Nghi sẽ làm gì bất lợi với Huyền Vi. Tướng công, Đường Nghi đứng gần đó, "Chào." Huyền Vi rời mắt khỏi bản đồ nhìn nàng, "Muội tử, ta nói này, sau này ta với muội là tỉ muội với nhau không cần xa cách qua thế ta thực sự coi muội là muội muội mà tây môn tình không bên cạnh lường đường nghi đường nghi không biết làm thế nào đồng ý cũng không phải không đồng ý cũng không phải nàng không biết có nên thụ sủng nhược kinh không nữa vừa mới đến đây đã cùng làm tỉ muội với nữ thừa tướng nước vệ danh chấn thiên hạ nàng hơi ngại nhưng người ta đã nhất định đòi như vậy nàng có tư cách từ chối sao người ta đối với nàng cũng không tệ cho nàng làm tùy tùng cận thân của mình, lý do là, đều là nữ nhân, bên người mình vừa vặn vẫn thiếu một nữ pháp sư, có một nữ pháp sư ở bên cạnh làm gì cũng thuận tiện, nàng gọi đây là duyên phận. Chẳng những cho đường nghi lệnh bài ra vào tướng phủ, huyền vi còn cho Thượng Thanh Tông tùy ý chọn một ngọn núi trong đất phong trưởng công chúa cho mình, cũng bỏ vốn viện trợ, hạ lệnh triệu tập thợ khéo, trợ giúp Thượng Thanh Tông sớm ngày trùng kiến tông môn. Hiệu suất làm việc của vị nữ tướng này cực cao, mực độ ủng hộ Thượng Thanh Tông không thể nói là không lớn mức độ ủng hộ này thiệu bình ba không thể cho được đương nhiên chỉ một bắc châu làm sao so được với nước vệ giàu nhất thiên hạ quyền thế của thiệu bình ba cũng làm sao so được với huyền vi huyền vi lại nhìn xuống bản đồ vừa nhận được tin tức thiệu bình ba đang ở kinh thành nước tề đường nghi ngơ ngác không hiểu thiệu bình ba ở kinh thành nước tề thì sao không ở kinh thành nước tề thì sao chư hầu một phương đi sứ một phương khác có vấn đề gì không huyền vi quay đầu nhìn nàng Ý vị thâm trường bổ sung thêm một câu, nếu ta đoán không lầm, tiền phu chồng trước của ngươi đã ra tay với Thiệu Bình Ba, bức y rời khỏi Bắc Châu, ép y phải đào vong đến Kinh Thành. Tiền phu, lời này khiến cho đường nghi cảm thấy không tự nhiên, nhưng vẫn rất kinh ngạc hỏi, Thiệu Bình Ba bị ép phải rời Bắc Châu đào vong sao? Ít nhiều nàng cũng hiểu rõ một điều, ở Bắc Châu, không có thế lực cực mạnh đè ép hoặc xuất hiện biến cố, có thể nói, không ai có thể dung chuyển địa vị của Thiệu Bình Ba ở Bắc Châu. Như hữu đạo làm sao có được năng lượng lớn như vậy? Kể cả Nam Châu cũng không có khả năng. Huyền Vi chỉ chỉ mấy cái trên bản đồ, xét về thời gian, theo lý, thiệu bình ba rời Bắc Châu không thể đến kinh thành nhanh như vậy được, hẳn là có phi hành tỏa kỵ tiếp ứng. Như hữu đạo lại cưỡi tỏa kỵ phi hành từ vạn thú môn chạy đến phủ thứ sử Bắc Châu. Xét thời gian tranh lệch từ khi kẻ đào vong xuất hiện tại kinh thành và khi Như hữu đạo đến Bắc Châu lại khá ăn khớp, có thể thấy là một đuổi một chạy. Như hữu đạo cắn thiệu bình ba nhất định không thả, Ngươi đã từng tiếp xúc với cả hai người bọn họ, theo ý ngươi, như hữu đạo có thể tới kinh thành đuổi giết Thiệu Bình Ba nữa không? Đường Nhi hơi ngẩn ra, Thiệu Bình Ba có tòa kỵ phi hành chạy đi sao? Từ khi nào như hữu đạo cũng có phi hành tòa kỵ? Sao nàng lại cảm thấy hai tranh đấu giữa hai người này bắt đầu thăng cấp rồi? mươi 774, hoàn toàn tỉnh ngộ một. Mình mới xuất lĩnh thượng Thanh Tông rời Bắc Châu không lâu, trước mắt một cái, Thiệu Bình Ba cũng bị ép phải thoát khỏi Bắc Châu. Nếu không phải vì hiểu huyền vi không thể nói lung tung, nàng thực sự nghi ngờ không biết có phải như vậy không. Lúc này, đại khái nàng cũng ý thức được, từ khi nắm được Nam Châu, như hữu đạo đã khác, có thể tranh đấu giữa hai người cũng thăng cấp, hắn cũng có tư cách giao phong chính diện với thiệu bình ba. Nàng cũng chỉ nghe nói như hữu đạo có năng lực, mà tin đồn thì thường là hay quá mức. Khi ở Bắc Châu, nàng đã tận mắt nhìn thấy sự phi phàm của thiệu bình ba, chỉ dùng một Bắc Châu mà bắc kháng được nước Hàn, Nam ngự được nước Yến, khiến cho ngoại an nội sát, thực sự là khí phách và khả năng lớn của chủ chính một phương. Tận mắt thấy bao giờ cũng đặc sắc hơn nghe tin đồn. Nếu không phải vì đã định trung thân, chính nàng cũng có phần tự nghi ngờ không biết mình có thể chống cự chinh phục của nam nhân như Thiệu Bình Ba không. Thực ra nàng cũng không hiểu nhiều về Nhiêu Hữu Đạo, từ khi gặp Nhiêu Hữu Đạo, càng phát hiện hắn có một vấn đề. Tính tình hắn nóng nảy, hơi một chút là nổi giận, không giống người có thể làm đại sự, thực không thể so sánh với cổ tay của Thiệu Bình Ba kia nàng cảm thấy, hai người bọn họ, căn bản là không cùng một cấp bậc. Loại chỉ tương đối gặp may mới được coi là có năng lực như Nghiêu Hữu Đạo, so ra, chẳng là gì. Nói trắng ra là nàng không cho rằng Nghiêu Hữu Đạo có thể làm đối thủ với Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba cao cao tại thượng trong mắt nàng vậy mà lại không phải đối thủ của Nghiêu Hữu Đạo, thế mà lại bị Nghiêu Hữu Đạo bước đến mức phải hoảng hốt chạy khỏi Bắc Châu đào mệnh. Đột nhiên có kết quả thế này, thực sự khiến nàng bất ngờ, đến mức vội vàng không kịp chuẩn bị ngăn lại ngàn vạn suy nghĩ trong lòng, đường nghi nói, số lần ta gặp mặt nghiêu hữu đạo có thể đếm trên đầu ngón tay, hiểu biết về hắn cũng chỉ từ vài tin đồn từ bên ngoài. Chợt phát hiện ánh mắt huyền vi nhìn mình có hơi là lạ, chính nàng cũng xấu hổ. Huyền vi cười, trước khi hắn rời núi trợ lực cho thương triều tông, không phải vẫn bị giam lỏng trong thượng thanh tông 5 năm sao. Có thể cho biết một hai chứ, thực ra 5 năm đó ta cũng chưa gặp hắn được mấy lần, mỗi năm đại khái chỉ gặp một lần, thời gian cũng không dài nội ý đến đây đường nhi cũng hơi hoảng hốt đúng vậy mình cư xử với người ta như thế dựa vào cái gì mà tới tìm đòi người ta giúp mình huyền vi không nói gì nhìn tây môn vô tình xem ra năm xưa thượng thanh tông đối xử với nghiêu hữu đạo phúc hậu thật khó trách trước đó hắn chết sống cũng không chịu quản thượng thanh tông tới tận khi triệu hùng ca ra mặt mới khiến cho hắn kéo thượng thanh tông một cái nói tới tiền căn hậu quả huyền vi hỏi đường nhi cũng không giấu nàng nói hết còn cố ý nói rõ là triệu hùng ca tạo áp lực với nghiêu hữu đạo đây là lời lúc trước nghiêu hữu đạo nói với nàng dặn nàng nói vậy giam lỏng đó có thể hiểu được huyền vi mỉm cười hóa giải bầu không khí xấu hổ thiệu bình ba thì sao đường nghi lắc đầu cười khổ thiệu bình ba cũng không trọng dụng thượng thanh tông ở bắc châu thượng thanh tông gần như chỉ làm việc vặt cũng không tiếp xúc đến những việc quan trọng thực ra ta cũng không hiểu mấy về thiệu bình ba huyền vi nhìn nàng cười không nói gì trong lòng cảm thán một môn phái mà có được đến hai vị đệ tử đã bị đuổi ra khỏi phái tương trợ rồi lăn lộn đến nơi này không biết thượng thanh tông đã tích được phúc gì nữa đã không rõ nàng không hỏi nữa đổi chủ đề chọn tuyên chỉ xong chưa vẫn đang xem ừ đây là chuyện lớn thận trọng chút cũng tốt đúng rồi nghe nói tin ngươi hưu phu đã được loan rộng vâng đường nghi gật đầu đây cũng là nghiêu hữu đạo dặn dò biết hai người không thể ở chung nghiêu hữu đạo không ép nàng loan tin đây coi như điều kiện trao đổi huyền vi a à một tiếng cũng không phải vì cảm thấy không nên làm vậy chỉ là nàng nghĩ có vẻ hơi gấp gáp quá chờ đường nhi đi rồi huyền vi đi tới đi lui trầm ngâm lẩm bẩm thiệu bình ba có đại tài nếu nước vệ có được người tài này khác nào như hổ thêm cánh trước kia y làm chư hầu một phương mời chào thế nào cũng vô dụng giờ y lâm vào khốn cảnh chính là cơ hội tốt để mời chào tây môn tình không nói còn chưa biết tình hình thế nào ngài đã mời chào sao huyền vi việc này phải nghĩ nhanh không được trần trừ chậm một cái là người khác vượt lên trước đấy, mặc kệ tình hình thế nào, cũng có thể xem thử thái độ của y trước. Nếu Ngưu Hữu Đạo thực sự muốn truy sát y không cản thì sao? Ngài định ngăn cản sao? Huyền Vi hết cầm chỉ hướng cửa trước, ám chỉ đường nhi vừa đi ra, không phải người ta còn nợ ta một món nợ ân tình sao? Đến lúc cấp bách rồi, có thể để cho Ngưu Hữu Đạo trả thay. Hẳn là Triệu Hùng Ca vẫn đang nhìn chằm chằm Thượng Thanh Tông, hắn không sợ phiền phức thì cứ thử từ chối xem. Trong rừng trúc, Độc cô tính bước nhanh tới bên cạnh Ngọc Thương đang minh tưởng, Thiệu Bình Ba vẫn trốn trong quán không chịu ra, bên cạnh có người của ba môn phái lớn hộ vệ, bọn đệ tử không tiếp xúc được. Ngọc Thương chậm rãi mở mắt hừ lạnh, cái gì mà tề kinh cục thế, đây là mượn cơ hội thoát thân, qua rồi liền muốn giữ khoảng cách đây mà. Lang tâm cẩu phế, thằng nhãi này lợi hại thật, nắm trong tay rồi mà còn trườn ra được. Chúng ta đang mở to mắt bị y đùa giỡn đấy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu y không có năng lực, ta còn chướng mắt đấy. Độc cô tính, ta lại sắp xếp người tiếp xúc, không cần làm gì, trời hoa văn với loại người này sẽ bị quấn vào vòng đấy, cho người viết thư thẳng cho y, nói rõ ý đồ, hỏi một câu, y có theo hay không. Trong anh vương phủ, thiệu liếu nhi điềm tĩnh ôn nhu đi vào trong thư phòng của Hạo chân Hạo chân đang nằm nghiêng trên giường ngắn trong thư phòng đọc sách, có lẽ ai không hiểu rõ nhìn thấy đều tưởng y là kẻ lười biếng. Thiệu liếu nhi ngồi xuống bên cạnh giường, hai tay đặt lên đùi Hạo chân nhẹ nhàng đấm bóp cho y, ôn nhu hỏi vương gia có việc muốn sai thiết thân sao hạo chân sờ dọc cuốn sách rút ra một trang giấy đưa sang như chỉ là tiện tay thiệu liếu nhi đưa hai tay nhận lấy xem trên đó viết ta đã dốc hết tâm huyết ở bắc châu thất bại trong gang tấc thực sự không đành lòng nhưng vương gia đã khai kim khẩu đương nhiên mỗ phải thu tay thiệu đăng vân như mỗ đồng ý với vương gia mà tha nhưng thiệu bình ba vương gia hiểu người này bao nhiêu vương gia có lòng yêu tài mỗ vẫn cần nhắc nhở một hai thiệu bình ba có lòng dạ rắn rết không màng chủ cũ đó là bất trung giết mẫu thí huynh chưa từng trước mắt ác độc vô cùng lần này vì thoát thân biết hiểm mà không báo cha dùng cha làm lá chắn một mình đào thoát để cho cha rơi vào hiểm cảnh mà không để ý tâm y đáng chết nếu vương gia dùng kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa vô quân vô phụ này ngài có nghĩ đến cảm nhận của bệ hạ chưa kẻ này mỗ hiểu quá sâu tâm địa ác độc vô tình vô nghĩa không phải kẻ biết nhớ ơn chủ có tâm vương bá xem bắc châu tự lập có thể thấy được phần nào nếu vương gia thu ắt sẽ bị phản phệ gần vương thân tất sẽ chỉ biết lo cho lợi ích của mình để nâng đỡ cho con của muội muội sẽ hại đến nhi tử của vương gia vương gia có lo cho tính mệnh của vương tử không nói đến thế thôi xin vương gia nghĩ lại nếu ngài đã quyết như mỗ sẽ dừng tay quyết không nuốt lời nghiêu hữu đạo kính bái xem xong nội dung trong thư thiệu liếu nhi hãi hùng khiếp vía ánh mắt nàng dừng lại trên cái tên ở cuối thư, người này, dù nàng chưa từng gặp, nhưng cũng không quá lạ lắm. Lục Thánh Trung bị bắt nàng cũng ở đó, còn từng đấu trí đấu dũng với gã. Có thể nói, Lục Thánh Trung gián tiếp chết trong tay nàng, cho nên, nàng biết đàm diệu hiển đã bị người của Ngưu Hữu đạo phái tới lợi dụng. chương 775, hoàn toàn tỉnh ngộ một. Dù đàm diệu hiển vẫn khẳng định không bị lợi dụng, nhưng nàng vẫn nhìn rõ. Đàm diệu hiển là kẻ không có lòng giả, tuyệt đối thật lòng với mình bảo vật vô giá dễ cầu tình lang thật lòng lại khó tình cảnh đàm diệu hiển khóc lóc bỏ đi chỉ vì muốn bảo vệ mình vẫn cứ khoan thật sâu vào lòng nàng nam nhân ngốc kia chính mình còn không bảo vệ được vậy mà còn muốn bảo vệ nàng cho nên nàng khó mà tha thứ cho thiệu bình ba đã giết tình lang của mình còn có một người nữa nàng không thể tha thứ chính là kẻ cầm đầu ngưu hữu đạo đây là thư của ngưu hữu đạo ở nam châu nước yến viết sao thiệu liễu nhi nhẹ nhàng hỏi hạo chân cầm sách có vẻ đang tập trung đọc hỏi lại nàng thấy đánh giá về huynh trưởng của mình trong thư thế nào trầm ngâm một lát thiệu liếu nhi đáp vương ra tự có phán xét lời của người ngoài há có thể tin ngay bản vương vẫn muốn nghe lời giải thích của nàng thiệu liếu nhi cân nhắc trả lời là thật hạo chân gấp sách lại mở lớn hai mí mắt vẫn rũ xuống hơi dịch cuốn sách sang lộ ra đôi mắt sáng rực nhìn nàng hắn là huynh trưởng của nàng mà nàng cũng đánh giá như vậy sao thiệu liếu nhi đứng dậy nhún mình thi lễ một cái rồi mới trả lời, xem nội dung trong thư, thiếp thân biết vương gia đã cầu thân cho phụ thân và huynh trưởng. Vương gia lẳng lặng mà làm vậy khiến cho thiếp thân cảm động đến rơi nước mắt. Nếu thiếp thân còn giấu giếm sẽ ăn ngủ không yên, chẳng còn mặt mũi nào đối diện với vương gia. Vương gia làm vậy, thiếp thân càng hiểu ra một đạo lý, chỉ cần vương gia tốt, đương nhiên sẽ trông nom thiệu gia. Tâm tư huynh trưởng âm hiểm khó lường, thiếp thân cũng sợ hãi, càng sợ huynh trưởng sẽ gây họa đến vương gia nếu vương phủ bất an, thiếp thân biết đặt chân ở đâu. Vương ra tốt, thiếp thân mới có thể tốt. Dân gian có câu, gà cho gà theo gà, gà cho chó theo chó. Vương ra mới là chỗ dựa hiện tại của thiếp thân, thiếp thân không dám giấu giếm con người của huynh trường. Hai mắt nàng long lanh nước, nghẹn ngào đáp lại. Thật nhìn mà yêu, hạo chân ném sách vở đứng dậy ôm lấy khuôn mặt nàng cảm động nói, bản vương đã hiểu tâm ý của vương phi. Là bản vương khiến nàng khó xử rồi. Thiệu liễu nhi khẽ lắc đầu. Vậy đi, y là huynh trưởng của nàng, bản vương cũng sẽ không làm khó y. Nàng mang chút tài vật tặng cho y đi, để cho y tự tìm đường sống. Còn về sau, huynh trưởng ác độc như vậy, không gặp cũng được. Ý nàng thế nào, thiệu liếu nhi rơi lệ gật đầu, thiếp thân nghe lời an bài của vương gia. Hạo chân lau nước mắt cho nàng, thiệu liếu nhi rời đi, bốn người một cửu, xa bất trì, cao tiệm hậu, tạ long phi lần lượt tiến vào, xem phản ứng của hạo chân. Hạo chân cúi đầu đọc lá thư trong tay khi mới nhận được thư chính y cũng sợ hãi vô cùng không nói đến an nguy của hai đứa con trai kia chỉ câu nếu vương ra dùng kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa vô quân vô phụ này ngài đã từng nghĩ đến cảm giác của bệ hạ chưa cũng đủ khiến cho y hãi hùng khiếp vía không có phân tích của nghiêu hữu đạo y còn không biết thiệu bình ba đã lợi dụng phụ thân của mình làm lá chắn cố tình bỏ phụ thân lại trong hiểm cảnh mà bỏ chạy y ngẫm lại hoàn toàn có khả năng này chỉ bằng câu nói ấy y không dám dùng thiệu bình ba nữa khi cho thiệu liễu nhi xem thư không phải vì muốn nghe nàng giải thích mà muốn nhân cơ hội này thăm dò thử lập trường của nàng may mà nhận được hồi âm của nghiêu hữu đạo khiến cho bản vương hoàn toàn tỉnh ngộ nếu không tất sẽ hỏng chuyện lớn của bản vương hạo chân ngửa mặt lên trời thở ra một hơi mấy người cùng chắp tay khom người nói là chúng thần hồ đồ hạo chân phe phẩy lá thư trong tay nghiêu hữu đạo là người giữ lời chỉ ít là sau khi nhận được thư của bản vương đã hứa sẽ không động đến thiệu đăng vân nữa hắn đã dốc bao công sức tâm huyết để ra tay với thiệu thị như vậy, nhận được thư đã chấp nhận dừng tay, nhân tình này, bản vương nhận. Thiệu tiên sinh, có một phong thư gửi thiệu công tử. Cửa sân, một sai dịch của dịch quán gọi vọng vào trong viện. Thiệu tam tỉnh nghe tiếng bèn ra cổng nhận thư, thấy thư đã được phong kín, nhìn trái nhìn phải đều không thấy chữ, liền hỏi, người nào đưa tới vậy? Sai dịch đáp, lạ lắm, không biết là người phương nào đưa tới. Thiệu Tam tỉnh lấy ra một viên ngân tệ tặng chó ai dịch kia, gã vui vẻ ra mặt cảm ơn. Thiệu Bình Ba cũng nghe tiếng, xuất hiện dưới mái hiên, chờ Thiệu Tam tỉnh tới liền hỏi, thư của ai vậy? Thư không có tên, Thiệu Tam tỉnh vừa đáp vừa mở thư, Thiệu Bình Ba nhắm mắt, hư lạnh, 89 phần 10 là có quan hệ tới hiểu nguyệt các. Thiệu Tam tỉnh lấy thư ra, xem xong, im lặng ngẩng đầu, lát sau mới thưa, đại công tử liệu sự như thần. Quả nhiên là bọn họ, Thiệu Bình Ba mở to mắt nói, ngoài đám người không thể để lộ danh tính kia, không còn ai gửi thẳng tin tới vào lúc này. Không có gì là lạ, chỉ sợ không có lòng tốt, muốn mời đại công tử đầu nhập, Thiệu Tam tỉnh thấp giọng báo lại, tay nâng tin dơ lên trước mặt Thiệu Bình Ba. Nếu biết hiểu Nguyệt Các không có ý tốt, thư này chưa được kiểm tra cẩn thận, Thiệu Tam tỉnh không dám để cho Thiệu Bình ta tiếp xúc. Thực sự hiểu Nguyệt Các có rất nhiều trò quỷ quái, là một tổ chức ám sát, có đôi lúc, thực sự khó mà phòng bị được đọc xong nội dung trong thư thiệu bình ba có vẻ khinh thường thiệu bình ba đang định nói gì đó lại có tiếng sai dịch gọi vọng và từ cổng thiệu tiên sinh thiệu tam tỉnh cất lại thư vào trong ống tay áo bước nhanh ra cổng nói chuyện với sai dịch một lát rồi quay lại bẩm báo đại công tử sứ thần nước tề ở nước vệ khang hòa cầu kiến thiệu bình ba im lặng suy tư một lát có vẻ khá bất ngờ cuối cùng vẫn khẽ gật đầu cho mời y đang muốn xem sứ thần nước vệ muốn gặp mình làm gì Thiệu Tam tỉnh quay lại cửa lớn đón người, báo cho thủ vệ. Lát sau, một hán tử nho nhã mặc áo gấm xuất hiện ngoài cửa lớn, mấy pháp sư đi theo sau bị thủ vệ ba phái lớn ngăn lại. Người bị cản kiên chỉ muốn đi vào cùng, người cản kiên quyết không cho. Hán tử áo gấm quay lại, thấy nơi này đề phòng cẩn thận như vậy, hiểu ra, mỉm cười, khoát tay áo với người mình mang tới ra hiệu không cần đi theo, tranh chấp ngoài cổng mới được giải quyết. Thiệu Bình ba tới đỉnh viện chắp tay nghênh đón, khang đại nhân, kính ngưỡng đã lâu ôi chao khang hòa bước nhanh tới gần nhìn y từ trên xuống dưới cũng chắp tay chào thiệu công tử quả nhiên là tuấn tú khang đại nhân quá khen mời vào trong thiệu bình ba nghiêng người nhường đường đưa tay mời dẫn khách vào trong phòng ngồi xuống thiệu tam tỉnh dâng trà chủ khách khách sáo một phen sau mấy câu chào hỏi thiệu bình ba thỉnh giáo khang hòa cũng không định vòng vo tướng công ở vệ đô cũng biết thiệu công tử gặp chút phiền phức đặc biệt phân công bản xứ đến đây giải vây cho thiệu công tử Thiệu Bình ba cười, ta có phiền phức gì? Y nghi hoặc không rõ là tin tức nước vệ linh thông hay vì chuyện đã bị lộ. Thực ra Khang Hòa cũng không biết tình huống cụ thể, Huyền Vi cũng không biết nhiều lắm, liệu Y có thể biết được bao nhiêu? Nhưng Y lừa gạt đối phương, Thiệu công tử vừa mới rời Bắc Châu, Ngưu Hiếu đạo đã cưới phi cầm từ vạn thú môn chạy tới Bắc Châu vồ hụt. Bây giờ Ngưu Hiếu đạo đã rời Bắc Châu, cưới phi cầm tới kinh thành nước Tề, khí thế cực hung hăng. Chẳng lẽ đây không phải phiền phức sao? căn bản là y không biết nghiêu hữu đạo đến kinh thành chỉ để hù dọa thiệu bình ba. Nhưng quả thực y đã nói chung uy hiếp của thiệu bình ba. Trước mắt, chỉ có nghiêu hữu đạo là khiến cho y phải kiêng kỵ. Nghe tin nghiêu hữu đạo đã chạy đến kinh thành, lòng thiệu bình ba trầm xuống. Vì với hiểu biết của y về nghiêu hữu đạo, hoàn toàn có khả năng hắn sẽ truy sát y mãi không thả, hoàn toàn có khả năng hắn sẽ thừa thời cơ y suy yếu nhất mà truy sát. Y chỉ không ngờ nghiêu hữu đạo lại có thể phi hành tỏa kỵ. Trước mắt, Y đã mất đường thu thập thông tin bên ngoài, đừng nói là ngưu hữu đạo, ngay cả tình huống Bắc Châu hiện tại thế nào y cũng không rõ. Chương 776, nhìn xương trắng bên đường. Vì sao vệ tướng lại muốn giải vây cho ta?" Thiệu Bình Ba hỏi, Khang Hòa mừng rỡ, xem ra tướng công đoán không sai, liền nói ngay, có thể nói, tướng công cực kỳ thưởng thức công tử. Nơi Bắc Châu chật hẹp nhỏ bé không đủ để công tử thi triển tài hoa, tướng công nguyện ý cấp cho công tử một nơi càng rộng hơn để thi triển tài hoa. Nếu công tử đồng ý, tướng công chính miệng hứa hẹn tất sẽ đối đãi như quốc sĩ. a à, vậy tướng công tính giải vây thế nào? Chẳng lẽ nghiêu hữu đạo có thể nghe lời tướng công sao? Hay là, vệ tướng muốn giết hắn giúp ta? Chuyện này không cần công tử quan tâm, tướng công tử sẽ có biện pháp giải nỗi lo về sau giúp công tử. Thiệu bình ba châm trước một lát, chậm chậm gật đầu, được. Chỉ cần vệ tướng có thể giải quyết nỗi lo về sau của ta, ta nguyện ra sức châu ngựa vì vệ tướng. Khang hòa mừng thầm, không ngờ đối phương lại đồng ý dễ như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng báo, anh Vương phi đến. Thiệu Bình Ba nghe vậy bèn đứng dậy, Khang Hòa cũng đứng dậy, bước lên hai bước, dặn dò, việc này không thể để lộ ra ngoài, tránh có người làm khó dễ. Ta sẽ an bài cho công tử, công tử chờ tin tức của ta. Vương phi tới gặp huynh trưởng, ta sẽ không quấy rầy. cáo từ trước, xin chờ tin lành của Khang đại nhân." Thiệu Bình Ba chắp tay đưa tiến, xe ngựa dừng ngoài cửa viện. Tiếng Ngọc bội đinh đang theo Thiệu Liễu Nhi xuống xe ngựa. Nàng lộng lẫy ung dung đi vào, không ai dám ngăn cản. Nàng là vương phi của hoàng tử nước Tề, lại là muội muội của Thiệu Bình Ba, đương nhiên thủ vệ ở đây không ai dám cản. Tới viện tử, vừa vặn nàng gặp Khang Hòa, Thiệu Liễu Nhi chăm chú nhìn y, Khang Hòa cũng chắp tay chào, sau đó bước nhanh rời đi. Xin chào vương phi, Thiệu Bình Ba cũng đi tới, chắp tay chào. Hiện giờ, dù sao thân phận của nàng vẫn còn ở đấy, trước mắt bao người, luận thân phận mình phải gác quan hệ huynh muội sang một bên. Ca, Thiệu Liễu Nhi nhoẻn cười, huynh muội tiến vào phòng, Thiệu Liễu Nhi phất tay, một nha hoàn theo hầu đặt một cái hộp con lên bàn, sau đó, lẳng lặng lui xuống toàn bộ. Trong sảnh khá yên tĩnh, có thể nghe rõ được tiếng Thiệu Bình ba châm trà đổ nước. Vương gia có gì phân phó? Thiệu Bình ba phá vỡ sự im lặng, trong lòng có hơi chờ mong. Có, Thiệu Liễu Nhi gật đầu, vén tay áo chỉ cái hộp con trên bàn, đây là chút tâm ý của vương gia, dặn muội đưa tới. Còn có phân phó khác không? Vương gia làm người luôn yên phận, không làm được chuyện lấy quyền mưu tư. Huynh là ca ca của muội, cũng là đại cứu tử của ngài. Quả thực vương gia không tiện thu nhận ca ca, sợ người nói xấu, cũng không biết mở miệng với ca ca thế nào, đành để muội tới chuyển đạt. Thiệu Bình ba lạnh lùng nhìn nàng một lát rồi nói ta muốn gặp vương gia. Không cần, cần gì khiến vương gia khó xử. Sắc mặt thiệu tam tỉnh đứng bên cạnh có vẻ phức tạp, xem huynh muội hai người thế này, tiểu thư đã thay đổi rồi, không còn có vẻ e ngại sợ hãi khi thấy đại công tử nữa. Thiệu Bình ba hỏi, là vương gia không muốn gặp ta hay ngươi không muốn để ta gặp vương gia? Chẳng lẽ ta chào từ biệt, gặp một lần theo lễ cũng không được sao? Ca, muội hỏi huynh một câu, huynh nói thật cho muội, có phải huynh cố ý mặc kệ sự sống chết của phụ thân, để phụ thân ra dụ địch, rồi bỏ lại phụ thân mà chạy? Thiệu Bình ba giận dữ, đó không phải là mặc kệ sự sống chết của phụ thân đó là lấy đại cục làm trọng. Phụ thân nắm đại quyền binh mã Bắc Châu, dù là ai vào Bắc Châu cũng sẽ không muốn nhìn Bắc Châu loạn, đương nhiên cũng sẽ không làm khó phụ thân. Như hữu đạo thì sao? Hắn cần để ý đến đại cục Bắc Châu sao? Hắn chỉ ước gì Bắc Châu mà thiệu gia trưởng khống đại loạn đó. Huynh không sợ hắn sẽ giết phụ thân sao? Thiệu binh ba trầm mặc một lát, lại ngụy biện, không thể. Đại Thiện Sơn sẽ không để cho hắn làm loạn. Bắc Châu mà loạn, Đại Thiện Sơn sẽ không có đường lui muội không hiểu những chuyện này chuyện xảy ra chính muội còn phải cẩn thận từng ly từng tí thực sự không thể quan tâm chuyện này thiệu liễu nhi đứng dậy bồi hồi nói ban đầu vương gia muốn bảo vệ huynh nên đã cố ý viết thư cho nghiêu hữu đạo nhưng đọc thư nghiêu hữu đạo trả lời vương gia lập tức thay đổi thái độ ngài cố ý để cho muội đọc thư thăm dò tâm ý của muội nàng đọc lại nội dung trong thư một lần trí nhớ của nàng không tệ đã xem qua thứ gì không nói là một chữ không quên nhưng thuật lại cũng không khác lắm thiệu bình ba nghe thư ngực phập phồng rất mạnh mặt mũi đỏ lên y không nghi ngờ thư này là giả đây giống với thủ đoạn của ngưu hữu đạo năm xưa đồng giao về bắc châu vương đã cho y được mở mang tầm mắt về khả năng tung tin đồn nhảm của ngưu hữu đạo hôm nay lại được lĩnh giáo lần nữa từng lời trong thư đều đâm thấu tim vừa nghe y liền hiểu dù hạo chân có lòng nhưng cũng không dám dùng y một phong thư chặn đứt một con đường của y khiến cho y nổi giận Thiệu Tam Tỉnh bên cạnh cực kỳ lo lắng nhìn y, chỉ sợ bệnh cũ tái phát. Bởi vì gã biết, với người khác thì không sao, nhưng với Ngưu Hữu Đạo, công tử dễ nổi giận. Chỉ vì vị đại công tử tâm cao khí ngạo này chưa từng có đối thủ, duy chỉ có nhiều lần thua trong tay Ngưu Hữu Đạo. Sự kiêu ngạo của công tử khó mà đối mặt với sỉ nhục này. Thấy đại công tử có vẻ kiên nhẫn hơn, gã nhẹ nhàng thở ra. Thiệu Liễu Nhi đi đến bên cạnh Thiệu Bình Ba Ca, chúng ta là người một nhà, đương nhiên phải giúp người trong nhà, chỉ cần có cơ hội phù hợp, nhất định muội sẽ cầu tình với vương gia cho huynh. Nhưng muội thực không ngờ tới vương gia lại âm thầm liên hệ với Ngưu Hữu Đạo. Muội không rõ quan hệ giữa bọn họ như thế nào, nhưng có một điều muội hiểu, có Ngưu Hữu Đạo ngăn trở ở đó, muội cũng khó mà mở miệng. Thiệu Bình ba nhắm chặt hai mắt, cuối cùng hít sâu một hơi, mở mắt, đứng dậy, mắt đối mắt với muội muội, mỉm cười, muốn mượn tay ta diệt trừ Ngưu Hữu Đạo sao, hay muốn chúng ta lưỡng bại câu thương? Thiệu Liễu Nhi chừng mắt nhìn y, ca, Huynh hiểu lầm rồi. Muội chỉ muốn tốt cho huynh thôi, không phải hắn luôn muốn cắn huynh sao? Làm sao huynh sống yên ổn nổi? Chuyện này không cần muội quan tâm, có cơ hội, tất nhiên ta sẽ diệt trừ hắn. Sau này muội sống cho tử tế đi. Được, tâm ý của muội và ý của vương gia, ta hiểu cả. Ngươi quay về đi." Thiệu Liễu Nhi đi ra đến cửa, Thiệu Bình Ba đột nhiên lên tiếng, "Liễu Nhi, dù muội có tin hay không, ta vẫn muốn nói cho muội, ta chưa bao giờ muốn khiến muội bị tổn thương." ta vẫn luôn ghi nhớ phó thác trước khi lâm chung của mẫu thân từ nhỏ đến lớn ta kiệt lực giữ những chuyện bát nháo kia xa khỏi muội cũng không muốn để muội phải nhìn thấy những chuyện buồn nôn kia muốn cho muội được đơn thuần vui vẻ sống đến hết đời muội không biết có những gì xảy ra đâu bây giờ nghĩ lại có lẽ ta làm vậy lại là sai lầm đã ủ thành những khác biệt trong suy nghĩ của chúng ta theo muội để cho muội tách khỏi thư sinh cổ hủ kia gả muội đến đây là ta làm ác nhưng với ta trong thời loạn này với một nữ tử, chuyện yêu đương quan trọng hơn hay sống cho tốt quan trọng hơn. Nhìn xương trắng bên đường kia kìa, có bao nhiêu người chết không có chỗ chôn có bao nhiêu người phải nhẫn nhục sống tạm bỡ, bụng ăn không no. muội ta, còn có rất nhiều người, trong thời loạn này, đều không có tư cách nói chuyện yêu đương. Có rất nhiều chuyện muội nghĩ rất ngây thơ, để muội trở thành anh Vương Phi không tốt sao. Đây là chuyện biết bao nữ nhân tha thiết ước mơ, muội cho rằng, ngoài hạo chân, ta thực sự không còn nơi nào để đi nếu muội nghĩ vậy thật thì muội quá coi thường đại ca muội rồi nói một câu khinh thường trước mắt những thứ hạo chân đang có không đủ để cho ta động lòng không phải thế lực không thể không đầu nhập ta chỉ lo bắc châu thất thủ ta thất thế muội sẽ mất một bể đỡ lo muội không có thế lực nhà mẹ đẻ mà dựa vào ở bên này sẽ bị người ta khi dễ nên mới tới đây chương 777, mượn đầu hắn một liễu nhi tất cả những gì ta làm chỉ hy vọng muội có thể sống sót thật tốt ta có thể khiến cho tất cả mọi người trong thiên hạ tổn thương, duy chỉ có muội là không." Thiệu Liếu Nhi đưa lưng lại y mà nghe hết câu, khóe miệng hơi cong lên mỉm mai. Đến lúc này còn mưu toan dùng miệng lưỡi đả động ta sao? Làn váy đung đưa, nàng không quay đầu lại, cứ thế mà đi. Trong sảnh, Thiệu Bình Ba nhìn theo nàng, nhắm hai mắt lại, sắc mặt suy bại đau thương, đứng sững như một cây gỗ mục. Thiệu Tam tỉnh tiến nàng ra ngoài, quay lại, thấy người trong sảnh nhắm mắt không nói gì, muốn nói lại thôi. Không cần gã nói gì, Thiệu Bình Ba đã quay người đi tới bên bàn, mở cái hộp con, thấy trong đó có một tờ kim phiếu và ngân phiếu mà ngửa mặt lên trời cười lớn mãi không ngừng, thậm chí còn cười ra nước mắt, lắc đầu quẩy quẩy trong mắt bọn họ, ta lại là người chỉ có tiền. Đại công tử, đừng chấp tiểu thư, nàng, biết cái gì, tính cách nó bướng bỉnh giống hệt phụ thân, không phải phụ thân vẫn cứ một mực ôm lấy ninh vương kia sao? Ông ta nào biết được đều là nhờ mẫu thân ở sau lưng trợ lực. Nếu không có mẫu thân, làm sao ông ta có thể khiến cho Ninh Vương chú ý. Được rồi, nói mấy lời này với cha con họ cũng vô dụng. Nói thật cũng không tin, còn tưởng ta muốn gì. Dầm, thiệu bình ba đóng cái hộp lại, hai tay che mắt, lại thả tay xuống, thở ra một hơi, hẻ đến không thể giữ băng. Không cần nói nhiều, Hạo chân viết thư cho Nghiêu Hữu Đạo, 89 phần 10 là hắn đã đoán được ta đang ở kinh thành nước tề, xem ra hắn đang tới đây rồi. Nơi này không nên ở lâu, chuẩn bị đi thôi. Thiệu Tam tỉnh hỏi, đi đâu? nhận lời vệ tướng, đi tới nước tề sao. Thiệu Bình Ba lấy khăn tay từ trong tay áo ra, lau lau vệt nước mắt, hơi lắc đầu, nước vệ giàu có, sĩ phu an nhàn, lực cản lòng người quá lớn, chỉ sợ lần này sẽ hao tổn hơn phân nửa tinh lực của ta, không phải nơi để dụng công. Vệ quân ngu ngốc, mê muội mất cả ý chí, không có lòng tiến tới, không phải minh chủ. Nếu không có huyền vi vất vả chống đỡ mấy năm gần đây, nước vệ đã tràn đầy nguy hiểm rồi. Huyền vi và vệ quân là tỷ đệ, được vệ quân tin tưởng hoàn toàn nhưng một bầu trời không có hai mặt trời điều này đã chôn xuống một cái họa lớn ở nước vệ huyền vi có tâm ta lại vô ý nước vệ không phải đất dụng võ của ta thiệu tam tỉnh khẽ gật đầu lại hỏi chẳng lẽ đại công tử có ý với hiểu nguyệt các thiệu bình ba khoát tay chặn lại mặc kệ bọn họ có mưu đồ gì thì họ làm việc thích khách cũng đã nợ nhiều máu rồi họ sống trong bóng đêm lâu ngày không thể ra ngoài ánh sáng thật sự cho rằng chư quốc là kẻ ngu sao kẻ không thể bước ra ánh sáng vĩnh viễn chỉ có thể nấp trong bóng tối, mưu đồ làm loạn cũng chỉ có thể tự lừa bản thân, ảo tưởng ảo vọng thôi, không thành tài được. Ta há có thể ngang bằng một đám không thể lộ mặt ra ngoài ánh sáng. Thiệu Tam tỉnh ngạc nhiên, vậy đại công tử định đi đâu? Thiệu Bình ba chậm chậm thở dài, nước tấn tuy chỉ là một quốc gia gầy trơ xương nhưng lại có ý chí hổ lang, có thể dung hạ ta. Thiệu Tam tỉnh giàu dĩ, hoàng đế nước tấn có thể tiếp nhận công tử sao? Ta đã có quyết định, đương nhiên sẽ có biện pháp. Không thể kéo dài nữa, người mau chóng tìm người liên hệ với sứ thần nước tấn đi, nói rằng có việc gấp, lập tức mời họ đến đây gặp ta. Đến lúc đó, ta sẽ có biện pháp để họ giúp ta thoát thân khỏi nơi này. Vâng, thiệu tam tỉnh vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Trạng vạng tối, bốn kỵ sĩ đi vào qua cửa thành đông, chính là Ngưu Hữu Đạo, Quản Phương Nghi, Trần Bá cùng Lão Thập Tam đã cải trang. Ngưu Hữu Đạo không cưới phi cầm vào thành, quá nổi bật, viên cương cũng quá nổi bật, nên bị để lại ở ngoài thành trông coi ngân nhi và phi cầm đồng thời cũng có thể tiếp ứng vào lúc cần thiết lại thấy đường đi quen thuộc trong thành mấy người quản phương nhi rất cảm khái nhóm người đi tới một nơi hẻo lánh trong thành gặp nhãn tuyến ngũ lương sơn kết quả khiến cho nghiêu hữu đạo khá thất vọng không tìm được hiệu bình ba ở đâu nhưng cũng không trách tội họ được người của ngũ lương sơn bố trí ở đây trước mắt cũng chỉ có thể làm nhãn tuyến hoặc xử lý một chút việc đơn giản không có đủ thế lực để lục soát khắp cả kinh thành nước tề rộng lớn này dặn nhãn tuyến tiếp tục tìm, Nghiêu hữu đạo quay sang quản phương nghi hỏi các người quen chỗ này theo các ngươi quản phương nghi ra hiệu cho lão thập tam, lão thập tam lập tức biến mất ở cuối ngõ, lập tức liên hệ với hầu tử dặn hắn ta phát tin cho hảo chân và hiểu nguyệt khác hỏi xem thiệu bình ba ở đâu, Nghiêu hữu đạo tiếp tục hạ lệnh có thể nói hắn cùng lúc dùng đến mấy phương pháp, một lát sau nhóm người tìm được một khách sạn thích hợp để nghỉ lại anh vương phủ hảo chân cùng thiệu liễu nhi dùng bữa còn có hai vị vương tử bên cạnh có nô tỳ hầu hạ tổng quản thái giám mộc cửu vào sảnh lấy một khăn mặt ấm đưa tới cho hảo chân thiệu liễu nhi nhìn, nhìn nàng biết mộc cửu có việc hảo chân lau lau miệng và tay đứng dậy đi ra ngoài ra ngoài đình viện mộc cửu lấy ra một phong thư dâng lên như hữu đạo có gửi thư hỏi vị trí thiệu bình ba nhanh vậy đã nhận được thư rồi sao hảo chân hơi bất ngờ nhận lấy thư xem xong thổn thức thở dài, xem ra nhất định phải đẩy thiệu bình ba vào chỗ chết không tha đây. Y cũng không nói xử trí thế nào, đưa lại thư cho Mộc Cửu rồi xoay người rời đi. Mộc Cửu hiểu ý y, như hiểu đạo đã nể mặt vương ra như vậy, chút chuyện nhỏ này vương ra lại từ chối có vẻ khó nghe, coi như không có thành ý kết giao. Nhưng dù sao thiệu bình ba cũng là đại cứu ca của vương gia. Vương gia cũng không dễ bán. Có một số việc, không cần chủ tử nói ra, không thể hiện thái độ gì cũng là một loại thái độ một cửu đã biết nên làm thế nào. Trời tối, trong phù dung viên, Ngọc Thương đứng ngoài đình nhìn lên bầu trời đêm. Độc cô tĩnh bước nhanh vào, dâng lên một phong mật thư, sư phụ, như hữu đạo hỏi vị trí thiệu bình ba. Hỏi một đằng, Ngọc Thương trả lời một nẻo, bên thiệu bình ba có trả lời chưa? Vẫn chưa, không cần để ý đến như hữu đạo, còn bên thiệu bình ba, chờ đến sáng mai nếu vẫn chưa có tin tức gì, thì cho y biết thế nào là lễ độ, kẻo y không biết tốt xấu. Ngọc Thương hừ lạnh, trong khách sạn, Nghiêu Hiếu Đạo cùng Quản Phương Nghi đang dùng bữa, Trần Bá phụ trách chờ tin bước nhanh đến, cúi xuống giữa hai người, thấp giọng nói, bên Vương Phủ có câu trả lời. Quả nhiên là ở kinh thành nước tề, Nghiêu Hiếu Đạo hừ lạnh, quăng đũa đi, đứng dậy, chưa bỏ chạy thì tốt. Đi, Quản Phương Nghi vội vàng đứng dậy giữ chặt lấy hắn, người điên rồi. Đó là nơi tiếp đón khách quý một nước, có tu sĩ chuyên môn hộ vệ, không phải nơi làm ẩu được. Ta tự khắc có cân nhắc, tới Hoàng Cung, không đến nửa giờ sau, ba người xuất hiện ngoài hoàng cung nhưng không thể xông thẳng vào, bị thủ vệ ngăn cản, trên cổng thành cửa cung cũng có tu sĩ nhìn chằm chằm xuống dưới. Ba người đợi bên ngoài cửa cung một lúc, thủ vệ ra thông báo, người đi theo ta. Hai người các ngươi ở lại bên ngoài, gã chỉ quản Phương Nhi và Trần Bá, hai người kia không được vào, thủ vệ chỉ dẫn theo Nghiêu Hữu Đạo, mở một khe cửa nhỏ, đi vào trong. Đây là lần đầu tiên Nghiêu Hữu Đạo vào trong Hoàng Cung nước tề, vừa vào đến cửa cung, thủ vệ đã giao hắn cho một thái giám lĩnh đi thái giám kia không đưa hắn vào trong mà đưa tới một gian phong trong góc nội cung, dặn hắn chờ ở đó. Trong phòng bầy biện đơn sơ, mấy cái ghế dài quanh một cái bàn, đoán chừng là nơi quân tốt nghỉ chân, đến trà cũng không có. Thái giám kia vẫn đứng bên cạnh canh giữ, một lúc sau, một bóng người xuất hiện ngoài cửa. Như Hữu đạo quay đầu đứng dậy chắp tay cười nói, bộ tổng quản, gặp ngài một lần thực không dễ. Đã lâu không gặp, ta nhớ ngài đến chết rồi. mươi 778, mượn đầu hắn khai miệng ngươi thật là ngọt, bộ tầm cười cười, bước lên, quan sát một chút, nghe nói ngươi vẫn còn ở Bắc Châu, đột nhiên lại xuất hiện ở đây, ta còn tưởng có người giả mạo. Vô cớ hiến ân cần, nói đi, chuyện gì, như hữu đạo hất cầm chỉ tùy tùng sau lưng y, bộ tầm khua khua tay, người không liên quan lập tức lui ra ngoài. Như hữu đạo không ngồi, cũng không mời đối phương ngồi. Thời gian rất gấp, hắn nói thẳng, đại tổng quản, ta sẽ không nói nhiều, ở kinh thành này, không có chuyện gì có thể gạt được ngài hẳn là ngài đã biết thiệu bình ba đến kinh thành. Bộ tầm cười lạnh nhạt, cắn mãi không thả. Hai người các người cứ nhất định phải tranh nhau làm gì. Lần trước, người cướp chiến mã của người ta đi, người ta còn không tìm người tính sổ đâu. Nói thật, ta và y có thù, người giúp ta một việc, cho ta mượn đầu y dùng một lát. Người chạy đến trong cung, nói đùa bạo miệng như thế, có thích hợp sao? Bắc Châu, như hữu đạo triển trọng đáp, nếu không muốn Bắc Châu đại loạn thì giao đầu y cho ta hiện giờ tầm mắt của hắn đã hơn lúc trước hắn đã hiểu lúc trước đối phương để nói trắng ra trước mắt nước tề cần bốn nước phía đông ổn định đột nhiên con hổ nước tấn kia lại nhảy ra muốn gặm hai cái bộ tầm giả bộ như không hiểu y chết sợ là bắc châu loạn càng nhanh đi y chạy trốn đến đây là bị ta đuổi ra khỏi bắc châu không dối gạt đại tổng quản hiện giờ thiệu đăng vân đang bị ta khống chế ta có thể bóp nát cái mạng của lão ngay lập tức chỉ xem đại tổng quản muốn bảo vệ ai thôi ta tin tưởng bằng tầm mắt của đại tổng quản sẽ không có chuyện không biết tình hình bắc châu thế nào ta có thể cho rằng ngươi không biết sống chết chạy đến đây uy hiếp ta không nghiêu hữu đạo vội vàng khoát tay tuyệt không có ý này nói thật y mưu hại ta không chỉ một lần hai lần lần này lai phái người đến vạn thú môn ám sát ta còn cấu kết với thiên ngọc môn hạ tử thủ với ta vì thế thiên ngọc môn đã chết một vị trưởng lão ở vạn thú môn ta đã bị y bước đến không còn đường lui Trước đó ta cũng không nghĩ tới có thể để cho thiệu bình ba trốn thoát. Y chạy, ta chẳng còn cách nào khác, nếu ta không bắt được Y, chỉ có thể giết thiệu Đăng Vân, khiến cho Bắc Châu đại loạn, chặt đứt thế lực mà Y có thể dựa vào. Ta không thể để cho Y có cơ hội tiếp tục xuống tay với ta. Bằng vào tai mắt của Đại Tổng Quản, có một số việc, chắc hẳn Đại Tổng Quản đã có phán đoán, không cần ta rông dài. Bộ tầm nhíu mày, thiệu bình ba là ca ca của anh Vương Phi. Há có thể vô cớ giết đi, chuyện này đơn giản, đại tổng quản chỉ cần âm thầm rút người bảo vệ y tự nhiên sẽ có người ra tay giải quyết đại tổng quản có lẽ ta cần nhắc nhở ngài một chút thiệu bình ba cấu kết với thiên ngọc môn ra tay với ta nếu ta có chuyện gì ngoài ý muốn chẳng những bắc châu sẽ loạn nam châu cũng sẽ loạn một nam một bắc đồng thời xảy ra chuyện bên nước yến không làm tốt sẽ xảy ra chuyện lớn thiệu bình ba đã là chó nhà có tang vì y có đáng không bộ tầm tiến vào trong ngựa thư phòng chờ hạo vân đồ ném tấu trương đang phê duyệt sang một bên mới xích lại thì thầm mấy tiếng hạo vân đồ đặt bút xuống trầm mặc sau một hồi lâu mới buông tiếng thở dài thiệu bình ba là một nhân tài thực đáng tiếc nhưng gia hỏa này không phải kẻ an phận giữ lại thư xê không biết sẽ xui khiến hạo chân làm gì lão quay lại nói với bộ tầm ngươi còn nhớ chuyện ngọc thương tiên sinh bái sư chứ quả nhân mất mặt lắm rồi lần này tiểu tử này đụng vào vừa vặn có thể trả công bằng cho ngọc thương tiên sinh Bộ tầm cúi thấp người, mỉm cười thưa, vâng. Không bao lâu sau, một thái giám khôi ngô dẫn theo hơn 10 người hộ tống nghiêu Hữu Đạo rời Hoàng Cung. Lâu không thấy nghiêu Hữu Đạo ra, Quản Phương Nghi và Trần Bá đứng đợi ngoài cung hơi lo lắng, không biết có xảy ra chuyện gì không, nhưng đây là Hoàng Cung Tề Quốc, hai người không thể xông vào, trên thành cung thành có rất nhiều tu sĩ đang âm thầm nhìn chằm chằm họ. Động tĩnh từ sau cửa cung truyền đến, cửa cung mở ra, mấy chiếc xe ngựa có vẻ bình thường đi ra. Lúc xe ngựa dừng cạnh hai người, màn cửa vén lên một góc lộ ra gương mặt nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo ở bên trong gọi lên xe lúc này hai người chui vào xe ngựa kết quả phát hiện trong xe có hai thái giám dáng vẻ khôi ngô nhìn thấy người này vẻ mặt quản phương nghi trở nên cẩn thận hơn nhiều mặc dù không qua lại với người này nhưng bà ta vẫn biết thái giám này vốn tên gì hầu hết mọi người đã không còn biết chỉ biết là đồ đệ của đại nội tổng quản tề quốc bộ tầm người này xưng bộ phương là tâm phúc của bộ tầm người này ra mặt thường đại diện cho bộ tầm quản phương nghi không khỏi lặng lẽ nhìn nghiêu hữu đạo thêm hai cái bà không rõ giữa nghiêu hữu đạo và bộ tầm có quan hệ gì nhớ lại lúc đầu dưới sự uy hiếp của bộ tầm bà ta không thể không đi theo nghiêu hữu đạo trong xe ngựa yên tĩnh im ắng chỉ có tiếng bánh xe và tiếng vó ngựa trên đường một chiếc xe ngựa đi ngang qua qua mấy chiếc xe ngựa này sau đó đổi hướng đi về nơi vắng vẻ trong xe hai tu sĩ đang đi cùng hai người mặc trang phục hạ nhân hai hạ nhân này chính là thiệu bình ba và thiệu tam tỉnh nhưng đã kéo căng ra núi lông màu đổi màu da dịch dung không phải người rất quen thuộc sẽ không thể nhận ra hai người ven đường yên tĩnh vắng vẻ có mấy đứa trẻ đang chơi quanh đống lửa nhảy nhót xe ngựa đi xuyên qua làn khói bay bay đi thẳng một đường không khỏi người thấy mùi khét trong đống lửa đi chưa được bao xa mã phu lái xe đột nhiên lung lay sắp đổ lúc gìm chặt xe ngựa thì thân thể mềm nhún ngã xuống trên càng xe hai tu sĩ trong xe ngựa cũng sụi lơ trên thành xe thở nặng nề Thiệu Bình Ba ngồi ngay ngắn hất cằm, Thiệu Tam Tỉnh lập tức đứng dậy chui ra khỏi xe, nhìn xung quanh, nhấc màn xe lên mời. Thiệu Bình Ba đứng dậy bước ra, một tu sĩ đang dựa trên thành xe cố gắng nâng một tay lên, chỉ vào hắn, ngươi. Ngươi, Thiệu Bình Ba hờ hững liếc nhìn, lạnh nhạt nói, đa tả hai vị đưa tiễn. Chủ tớ hai người tuần tự xuống xe ngựa, Thiệu Bình Ba dẫm bên ánh trăng trên đường, không nhanh không chậm tiến lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, ung dung không vội, cho dù giống một hạ nhân thì giờ khắc này vẫn không mất đi phong độ đại công tử Bắc Châu. Đi không được bao xa, trong ngõ có một người mặc áo đen, ra dấu mời với hai người, hai người cua vào ngõ hẻm, biến mất trong bóng tối. Đợi xe đi thẳng vào ngoại tân quán, dừng ở một chỗ hẻo lánh trong ngoại tân quán, đám nghiêu hữu đạo chưa xuống xe đã tự có người đi thăm dò tình hình. Người thăm dò tình hình nhanh chóng quay lại, bẩm báo với bộ phương đang ngồi ngay ngắn trong xe, phương ra, mục tiêu không có trong quán, theo hai tên đệ tử ba phái lưu lại nói, lúc trời chưa tối, bên sứ quán vệ quốc đã cử xe ngựa đến, đón mục tiêu đến vệ quán dự tiệc, có đệ tử ba phái đi theo bảo hộ. Nghe tên trước mặt nói, Nghiêu Hữu đạo giật mình, sau khi nghe xong liền khẽ thở vào một hơi, nhìn bộ phương. Bộ phương trầm giọng nói, lập tức đi dò xét, xem thử khi nào yến hội kết thúc, nhìn chầm chầm mục tiêu. Rõ, ngoài cửa sổ có tiếng đáp, màn xe buông xuống, sau đó đội xe quay đầu, lại chạy khỏi ngoại tân quán, chạy đến sứ quán vệ quốc. Trên đường, bộ phương chợt lãnh đạm lên tiếng, sau khi mục tiêu ra khỏi vệ quán, ta sẽ cho đệ tử ba phái buông lỏng bảo hộ với mục tiêu. Nghiêu hữu đạo khẽ gật đầu, hiểu rõ ý hắn, dù sao thiệu bình ba cũng là ca ca của anh Vương Phi, bên này sẽ không vô duyên vô cớ vọng giết, chỉ có thể để thiệu bình ba xảy ra chuyện bất ngờ. Thật sự không biết, trong sứ quán vệ quốc đã xảy ra chuyện bất ngờ. Trong yến tiệc có mỹ cơ vừa ca vừa múa, có khách đang nâng ly cạn chén, không ngừng khách sáo với nhau nhưng lại có một chỗ trống không, thiếu đi một vị khách. Chỗ thiếu chính là Thiệu Bình Ba, chương 779, bắt đào phạm. Đệ tử ba phái canh giữ bên ngoài thỉnh thoảng nhìn vào trong, Thiệu Bình Ba rời khỏi tiệc đi tiểu, sau khi đến nơi tiểu tiện thì mãi không thấy ra. Một lúc sau, đệ tử ba phái mới ý thức được chỗ không bình thường. Một đệ tử dẫn đầu trực tiếp dẫn hai người xông vào, thuận theo một bên sân xung quanh yến tiệc đi vào. Một tu sĩ ở cửa ngăn cản bọn hắn, một bên muốn vào, một bên không cho vào, làm kinh động đến vệ sứ Khang Hòa. Người ta trên người có chức trách, cũng chỉ lo cho an toàn của thiệu công tử. Khang Hòa phất tay, cho tu sĩ bên này vào. Đệ tử ba phái cất bước vào trong, tìm đến nơi tiểu tiện thì phát hiện trống không, làm gì còn thấy bóng người. Đội xe còn chưa tới vệ quán đã có người chạy như bay đến chặn xe, đẩy cửa sổ xe ra bẩm báo, phương ra, không thấy mục tiêu, vệ quán không cho điều tra. Người đến kể lại đại khái tình hình, tim nghiêu hữu đạo chìm xuống. Còn ngồi xe ngựa ngụy trang gì nữa, người trong xe ngựa lập tức nhảy ra, bay thẳng lên nóc nhà trong thành, lao đến vệ quán. Sau khi xông vào, còn chưa tới đỉnh Yến hội đã nghe thấy tiếng khang hòa gầm gừ, đây là sứ quán vệ quốc, ai dám làm càn thử đi. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy đám bộ phương, khang hòa lập tức chỉ bộ phương nói, bộ công công, tề quốc các người muốn làm gì. Bắt đào phạm, không đợi bộ phương mở miệng, như hữu đạo đã lớn tiếng dọa người. Hắn cũng biết, sứ quán vệ quốc đại diện vệ quốc, không có lý do chính đáng không phải ai muốn lục soát là lục soát khang hòa cả giận nói nơi này đào đâu ra đào phàm như hữu đạo thiệu bình ba ở ngoài quán trộm tiền tài của khách đã sợ tội lẩn trốn mong rằng vệ sứ không chứa chấp tội phạm khang hòa như nghe phải câu chuyện cười lớn nhất thiên hạ đường đường là đại công tử bắc châu lại đi trộm tiền của người khác nói đùa gì vậy bên cạnh có một tu sĩ đến bên khang hòa thì thầm bên tai khang hòa người này chính là nghiêu hữu đạo tu sĩ này gặp qua nghiêu hữu đạo từng thấy Ngưu Hữu Đạo và Côn Lâm Thụ giao thủ ở Thiên Kính Hồ. Ánh mắt Khang Hòa lập tức dò xét Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo đưa mắt liếc nhìn bộ phương, việc này không nên chậm chế, không thể bị người ta kéo dài. Lục soát, có cớ, bộ phương quả quyết hạ lệnh, đám người đằng sau lập tức tản ra tìm kiếm. Tốt, dám làm càn ở sứ quán về quốc, ngày mai ta phải đòi Tề Hoàng một câu trả lời. Khang Hòa tức giận gào thét, đâu còn có thể tìm ra kết quả gì, lục soát được nửa chừng Ngưu Hữu Đạo đã chẳng trông mông gì, điều ta nơi này vẫn tiếp tục như hữu đạo và đám bộ phương tức tốc quay về ngoại tân quán lỡ như thiệu bình ba trở về thì sao cảm đám ở đây nhìn mà ngay cả người đi như thế nào cũng không biết bộ phương cũng nổi giận lúc ra khỏi yến hội không kìm được trách cứ đệ tử ba phái một tiếng đồng thời hạ lệnh thông báo toàn thành không cho phép bất kỳ kẻ nào ra khỏi thành ra khỏi vệ quán cả đám bay lượn rời đi đêm hôm khuya khoát bay lượn trong đô thành tề quốc kinh động pháp sư trấn thủ nhưng có mặt bộ phương dĩ nhiên cả đường không hề bị trở ngại gì cũng không hề có ai ngăn cản sau khi về đến ngoại tân quán được biết thiệu bình ba cũng không quay về cả đám lập tức xông thẳng vào trạch viện thiệu bình ba đặt chân kiểm tra khắp nơi đèn đuốc thắp sáng nguyệt điệp bay múa đám nghiêu hữu đạo bước vào chính đường ánh mắt rơi lên trác án trong đường trên trác án bày một cái hộp trong hộp có đặt một bức thư bộ phương cầm lấy phong thư rút thư ra thấy bên trên chỉ viết mấy chữ tự thấy hổ thẹn kính mong anh vương thiện đãi muội ta nghiêu hữu đạo đứng bên nhìn nội dung gương mặt căng ra nhìn thấy bức thư này sao còn không biết thiệu bình ba nào có đến yến tiệc gì rõ ràng trước khi rời khỏi đây đã chuẩn bị một đi không trở lại trong vệ quán e đã không thể điều tra ra manh mối gì bộ phương mặt không biểu cảm thu lại thư định cầm về bàn giao hộp hắn ta cũng mở ra lật lật ngân phiếu và kim phiếu bên trong lại đóng lại thứ này hắn ta cũng phải đem đi giao nộp đúng lúc này bên ngoài có người bước nhanh đến báo phương ra Khu Nam Thành phát hiện hai con phi cầm tòa kỵ chở mấy người bay khỏi đô thành. Bộ Phương trầm giọng nói, lập tức truyền lệnh lùng bắt, đồng thời truyền lệnh nhân thủ tiến hành khống chế phía về quốc. Phát hiện phi cầm lui tới lập tức truy cản. Bữa tiệc bên vệ quán rõ ràng có vấn đề, rõ ràng là đang giúp thiệu bình ba thoát thân, không có năng lượng tương đương hỗ trợ. Tu sĩ bình thường đêm hôm khuya khoát cũng rất khó tự nhiên lui tới trong thành bị phong bế, trên tường thành cũng có tu sĩ chấn thủ. Hai con phi cầm kia rất có thể là về quốc an bài tòa kỵ phi cầm cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện điều động đối tượng hiềm nghi càng ngày càng hướng về vệ quán nghiêu hữu đạo gương mặt bình tĩnh hắn đã không còn ôm mong đợi gì dùng tòa kỵ phi cầm thoát thân sau khi bay khỏi đô thành có trời mới biết đi về hướng nào muốn bắt lại khác gì mò kim đáy biển hối hận vậy mà tới chậm một bước thế nhưng không còn cách nào khác hắn có lo lắng của hắn hắn không thể vò thẳng vào ngoại tân quán tề quốc giết người hậu quả đó hắn đảm đương không nổi trong lòng hắn rõ nói cho cùng mình vẫn bị Thiệu Bình Ba tính toán, không ngờ Thiệu Bình Ba trong lúc trốn chạy vẫn có thể chạy đến chỗ muội muội mục tiêu rõ ràng, người ta trông thì có vẻ hoảng hốt bỏ trốn nhưng thực ra không hề hoảng hốt, vô cùng ung dung thong thả. Quay đầu ra khỏi sảnh đường, đến cạnh quản Phương Nghi, Ngưu Hiếu đạo thấp giọng nói, lập tức liên lạc Huyền Vi, hỏi nàng ta có ý gì. Chuyện rất rõ ràng, không có gợi ý của vệ quốc, sứ thần vệ quốc sao có thể tùy tiện làm loại chuyện này. Vệ quán, nhân viên điều tra rút đi, không lục soát được nghi phạm cần lục soát khang hòa đứng dưới mái hiên chỉ nhân viên rút lui tức giận chửi mắng một trận đợi người đi hết màn biểu diễn của y cũng kết thúc ngẩng đầu nhìn trăng cười ha ha hai tay chắp sau lưng khoan thai tự đắc nhưng chưa vui mừng được bao lâu bên ngoài có người vội vàng chạy tới thấp giọng nói đại nhân xảy ra chuyện chỉ thấy phía sau đang dìu hai người vào chính là hai tu sĩ hộ tống thiệu bình ba dưới mệnh lệnh của bộ phương trong thành đã triển khai tìm kiếm người tiếp ứng Thiệu Bình Ba ra khỏi thành khác mãi không thấy mục tiêu, lại thấy động tĩnh xung quanh căng thẳng không khỏi nghi hoặc, muốn biết chuyện gì xảy ra, kết quả trên lộ tuyến nhìn thấy người bên mình trên đường. Sắc mặt Khang Hòa thay đổi, bước nhanh xuống bậc thang, đi đến hai kẻ được dìu người mềm nhũn, trầm giọng nói chuyện gì xảy ra. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vị thiệu công tử kia hình như không muốn đi cùng chúng ta. Một người yếu ớt kể lại chuyện đã xảy ra. Khang Hòa sửng sốt một lúc, cắn răng nói, thiệu bình ba, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Vừa vui mừng, cuối cùng cũng hoàn thành việc lớn tướng công giao phó, ai ngờ lại xuất hiện bất thường. Trong sứ quán Tấn Quốc, lặng lẽ như tờ, thỉnh thoảng có hộ vệ đi tới đi lui duy trì cảnh giác. Ô cửa sổ có ánh trăng thưa thất chiếu qua tán cây già, một lão giả đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn, người này chính là Bách Khoan Nguyên Sứ Thần Tấn Quốc Chú Đống Tề Quốc. Cửa phòng vang lên tiếng gõ rồi mở ra, một lão bộc đi vào, cúi người nói bên tai, đại nhân, người đã tiến đi bình yên. Bách khoan nguyên nhìn chằm chằm quyển sách, không rời mắt nói, không có gì bất thường chứ. Lão bộc nói, hồi báo nói, tất thầy thuận lợi, không có bất kỳ điều gì dị thường, hẳn là sẽ không có vấn đề gì nữa. Cuối cùng bách khoan nguyên thả lỏng tinh thần, đặt quyển sách trong tay xuống, vuốt sâu dựa vào lưng ghế, ha ha một tiếng, vị thiệu công tử quả nhiên là danh bất hư truyền, thật đúng là lợi hại. Ừm, tấn đầu thiên hạ sách, ta giờ có chút kỳ vọng không biết hắn có thể hiến gì cho bệ hạ, có thật sự có thể giúp lão phu lập công không? Bên về quán có động tính gì? chương 780, đêm không ngủ. Lão bộc nói, rất nguy hiểm, bộ phương đích thân dẫn người vào vệ quán bắt người, may mắn đi kịp, chậm một chút, có thể không đi được, trả trách vị thiệu công tử kia vội vã rời đi, một khắc cũng không muốn kéo dài. Sao lại kinh động đến bộ phương? Bách khoan nguyên hơi bất ngờ, suy nghĩ một lát, bỗng bật cười ha ha, có trò hay để xem rồi, e là ngày mai phải xem khang hòa cứng rắn diễn trò tiếp rồi. Lúc hiệu bình ba tìm tới lão, không có gợi ý của triều đình tấn quốc, lão không tiện mạo muội tham gia, xảy ra chuyện lão không đảm đương nổi trách nhiệm này. Nhưng thiệu bình ba không chờ được lão xin chỉ thị, bày tỏ sẽ không để lão dính vào bất cứ phiền phức gì, chỉ cần hơi sắp xếp đưa đón một chút là được. Thế là lão cứ thế nhẹ nhàng tiến thiệu bình ba đi, còn bên vệ quán chắc chắn không dám để lộ chân tướng, chỉ có thể nghiến nát răng rồi nuốt vào trong bụng, ngày mai chắc chắn còn phải kìm nén tức giận trong lòng giả vờ giả việt tìm tề hoàng diễn trò hưng sư vấn tội đòi câu trả lời công bằng. còn bên tề quốc chắc chắn cũng cho rằng người bị vệ quốc đưa đi muốn điều tra chắc chắn phương hướng cũng khóa chặt bên vệ quốc. còn bên này yểm hộ thiệu bình ba bình yên rời đi. hút mắc và phiền phức mấu chốt đều ở bên vệ quán không tìm được bên tấn quán lão. người thực sự động thủ được lợi lại chẳng tốn chút chi phí gì còn giống như một người chẳng liên quan lãng phí thời gian diễn kịch biết rõ bị phá hỏng mà vẫn phải kiên trì diễn tiếp, giúp hung phạm yểm hộ, bảo lão làm sao lại không thấy buồn cười. Chính vì vậy, Bách Khoan Nguyên cảm thán về Thiệu Bình Ba không thôi, thủ đoạn thoát thân trông thì đơn giản nhưng thực ra không hề đơn giản. Kế hoạch nếu không thể khiến bên này đứng ngoài mọi chuyện, nếu không để làm lão động lòng, không được tấn quốc đồng ý, lão căn bản không thể đồng ý với Thiệu Bình Ba. Ngẫm nghĩ lại, toàn bộ quá trình thậm chí còn khiến lão cảm thấy kinh ngạc ánh trăng chiếu rọi mặt đất bao la, hai con phi cầm loại lớn bay nhanh trong bầu trời đêm. Nhìn lại đô thành đèn hoa rực rỡ biến mất khỏi tầm mắt, thiệu tam tỉnh đứng trên lưng chim ưng mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn thiệu bình ba trên một con phi cầm khác, ông cũng thật sự khâm phục vị đại công tử này. Lúc trước ông còn nghĩ, bên cạnh có một đám tu sĩ nhìn chằm chằm, trong lúc vội vã muốn rời đi nào có dễ dàng như vậy, tìm sứ thần tấn quốc chú tại tần quốc hỗ trợ, người ta có thể mạo muội giúp ngươi làm loại chuyện này sao? ông không cho rằng chuyện này có khả năng lắm vậy mà đại công tử lại hoàn thành dễ như trở bàn tay chỉ một cuộc nói chuyện ngắn gọn đã khiến sứ thần tấn quốc nhanh chóng phối hợp giúp đỡ quá trình và nội dung cuộc nói chuyện ông cũng được dự thính hoàn toàn hiến vật quý cho tấn hoàng thỉnh cầu tấn quốc điều động lực lượng hỗ trợ thoát thân có những hành động mập mờ khó suy đoán thế là một câu nói nhẹ nhàng của đại công tử huyền vi đã lệnh cho vệ sứ tối nay mang người rời khỏi tề kinh đến vệ quốc quân muốn ta về vệ ta có thể về tấn sao Tấn sứ kinh ngạc cũng bày tỏ sự hoài nghi. Đại công tử để đối phương chứng kiến. Nếu đêm nay không thấy vệ sứ dẫn ta rời đi, quý phương có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu quý phương không tiếp tay, ta sẽ nghe theo an bài đi từ về quốc vậy. Kết quả đã thành tình trạng trước mắt. Tấn sứ sử dụng lực lượng tấn quốc xuất động phi cầm và pháp sư hộ vệ giúp bọn hắn thuận lợi thoát thân khỏi Tề Kinh. Thiệu Bình Ba im lặng nắm sao trời xa xa vẻ mặt bình tĩnh. Với y mà nói, làm chúc thủ đoán thoát thân thành công không đáng phải vui mừng gì cả trải qua bao nhiêu lần sóng gió, nếu ngay cả chút năng lực ấy cũng không có, y đã không thể sống tới hôm nay. Chẳng những không vui mừng mà còn cảm thấy nhục nhã, với y mà nói, bây giờ y đang bị người ta đuổi như chó nhà có tang chạy trốn. Trong lòng không chút vui vẻ, cũng không hề cảm thấy may mắn. Trong ngoại tân quán, trong viện thiệu bình ba đặt chân, bộ phương đích thân tỏa chấn, sử dụng lực lượng tu sĩ trong thành, cũng sử dụng các lực lượng trong giáo sự đài, chờ tin tức hồi báo các bên. Đợi chừng hơn một canh giờ, cũng không thấy có bất kỳ tin tức hữu dụng gì như hữu đạo biết chờ đợi thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì với năng lực của thiệu bình ba chờ lâu như vậy không tìm thấy thì rất có thể không thể bắt lại được có bộ công công tỏa chấn tại hạ xin cáo từ trước như hữu đạo lên tiếng chào chuẩn bị về trước nghiên cứu thật kỹ có nên đi vệ quốc tiếp tục đuổi giết không dáng người khôi ngô thẳng tắp của bộ phương đứng dưới ánh trăng trong đình viện chậm rãi quy đầu về phía hắn người định đi đâu như hữu đạo về khách điếm trước có việc có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào, dựa vào năng lực của giáo sự đài, ta đi đâu có lẽ cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của công công. Bộ phương, ta vẫn không muốn chạy tới chạy lui, phiền thoái, cứ ở lại đây đi. Như hữu đạo nghe được ý tại ngôn ngoại, hơi híp híp mắt, nhìn chầm chầm hắn ta. Quản phương nghi và trần bá ở bên cũng cảnh giác, bộ phương bổ sung thêm một câu, là ý của đại tổng quản. Như hữu đạo, ý tốt của đại tổng quản khiến ta hơi khó hiểu. Lưu lại đi, đại tổng quản sáng sớm ngày mai sẽ đích thân tới gặp ngươi bộ phương ném một câu đám nghiêu hữu đạo không đi hắn ta thì đi trước còn đám nghiêu hữu đạo muốn đi cũng không đi được đã có một đám tu sĩ canh giữ viện này mấy người bọn hắn không thể ra khỏi viện này vốn là nơi ở của thiệu bình ba thiệu bình ba bỏ chạy giờ lại là nơi nhốt ba người bọn hắn chuyện gì xảy ra quản phương nghi hỏi một tiếng có chút lo lắng đề phòng nghiêu hữu đạo cao mày hắn cũng không rõ lắm có ý gì không hiểu được vì lý do gì mà bộ tầm muốn đối phó hắn chạy trong hoàng cung hạo vân đồ phê duyệt xong tấu trương ngâm mình ở trong hồ nước chuẩn bị sau khi tắm xong sẽ nghỉ ngơi kinh ngạc một tiếng bộ tầm đứng bên hồ cẩn thận báo lại tình hình một lượt gật đầu đúng vậy chạy rồi hành động của chúng ta chậm mất một bước chạy giữa yến hội có phải bên giáo sự đài có người tiết lộ tin tức không ánh mắt hạo vân đồ quỷ quyệt suy nghĩ đầu tiên của lão ta là nghi ngờ có phải bên mình có nội ứng không tương đối mà nói thiệu bình ba có chạy trốn hay không lại trở thành thứ yếu rồi bộ tâm điểm này có thể loại trừ căn cứ theo người của hộ vệ tùy hành báo lại thời gian thiệu bình ba rời tiệc hẳn là sớm hơn động tác bên này của chúng ta mặt khác hành vi của bên vệ quán rất rõ ràng chính là muốn giúp thiệu bình ba rời đi trước khi vệ quán thiết yến như hiếu đạo vẫn chưa vào cung cho nên bên chúng ta không thể có chuyện lộ bí mật vệ quán trợ giúp hiệu bình ba rời đi. Hạo Vân đồ lầm bầm rồi rơi vào trầm tư, người đã bị về quốc đem đi, giờ lão hơi hối hận, hối hận vì mình không quyết đoán chu sát hiệu bình ba, dương mắt lên nhìn, trầm giọng nói toàn lực truy nã, một khi tìm ra, lập tức chu sát. Trước đó là bởi vì vì nghiêu hiểu đạo gánh một vài thanh danh không đáng, giờ dĩ nhiên đã chẳng có kỵ gì cái tiếng giết ca ca của anh Vương Phi không, về quốc ra tay khiến vị hoàng đế này động sát tâm. Rõ, bộ tầm cúi thấp người lĩnh mệnh, anh Vương Phủ, bộ phương đêm hôm khuya khoát dẫn người nào dày vò anh vương hạo chân đã đi ngủ nghe nói mang ý chỉ của phụ hoàng tới hạo chân nào dám không vội vàng bỏ dậy gặp mặt hạo chân lập tức hỏi bộ công công phụ hoàng có gì ý chỉ bộ phương dáng người cao lớn ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người từ từ nói vì sao không thấy vương phi bảo vương phi đừng lề mề nữa lập tức tới ngay hạo chân lập tức hối người đi hối thúc hiệu liễu nhi nữ nhân ấy mà ăn mặc sửa soạn tương đối phiền toái Thế là chỉ chốc lát sau, thiệu liếu nhi ngay cả tóc còn chưa trải xong vội vàng chạy vào, tóc dài rủ xuống vai. chương 781, thân phận của ta 89 phần đã bại lộ rồi. Bộ phương cũng không dày vò họ lắm, tay khẽ vẫy, đằng sau có người bưng cái hộp lên, dâng trước mặt vợ chồng anh Vương, để hai người xem thử. Hạo chân không hiểu lắm, hơi nghi hoặc, thiệu liếu nhi nhìn thấy thì hãi hùng khiếp phía, đây không phải cái hộp nàng thu thập đưa đến cho huynh trưởng sao kinh động đến nội thị bên cạnh hoàng đế đêm hôm khuya khoát đưa tới là có ý gì. Hộp lại mở ra, để hai người xem thử đồ bên trong. Nhìn thấy kim phiếu và ngân phiếu bên trong, thiệu liễu nhi càng chắc chắn, tim thắt lại, không biết chuyện lớn chừng nào mà lại làm ra thế trận này. Bộ phương tra hỏi, vương gia, vương phi, nhận ra những thứ này không? Thiệu liễu nhi trả lời, đây là quà hôm qua ta tặng cho huynh trưởng thiệu bình ba ở ngoại tân quán. Hạo chân lập tức phản ứng lại, nhưng cũng thấy kỳ lạ, dù sao cũng là đại cứu ca của mình, đưa chút tiền tài thì sao? Chẳng lẽ cũng có lỗi sao? Bộ phương nói, bệ hạ hỏi, có biết thiệu bình ba đi đâu không? Nếu biết, lập tức thông báo, không được phép giấu giếm. Bên này chỉ biết thiệu bình ba ở ngoại tân quán, không biết gì khác. Sau khi hỏi đáp qua lại một lát, bộ phương lấy thư thiệu bình ba lưu lại giao cho anh vương, sau đó kho mình hành lễ cáo lui, không tiết lộ thêm điều gì. Đợi sau khi những đại nội đến phủ đều rời đi, Cao Tiêm Hậu đi ra ngoài tìm hiểu tình hình trở về bẩm báo, nói như hữu đạo đến Tề Kinh, vào Hoàng Cung, sau đó cùng bộ phương đi đuổi bắt Thiệu Bình Ba, lại vô hụt, để Thiệu Bình Ba chạy, là bên vệ quán đã hỗ trợ bỏ trốn. Hạo chân nghiêm mặt, rút bức thư bên trong phong thư ra xem, sau đó lại đưa cho mấy tâm phúc thay phiên nhau xem, cuối cùng mới đặt vào tay Thiệu Liễu Nhi đang kinh sợ. Thấy thư, Thiệu Liễu Nhi suýt chút nữa bị dọa cho mồ hôi lạnh ướt súng cả người, vừa rồi có một ý niệm như vậy. Sợ xảy ra chuyện nên suýt nữa không thừa nhận, may là nàng phản ứng nhanh nghĩ người ta đã đem đồ đến tìm chắc chắn sẽ không cho phép mình nói nhảm vị bộ công công kia không đem thư này ra trước rõ ràng muốn xem thử thái độ bên này nếu vừa rồi mình không thừa nhận hậu quả khó mà lường được thiệu liếu nhi có chút run chân sợ không thôi phát hiện thân ở hoàng gia bộ bộ kinh tâm hỏa phúc thật sự chỉ trong một ý niệm nàng thấy thư cũng hiểu mới biết thiệu bình ba không lấy tiền tài của nàng còn trả lại nàng đi mà không biệt rồi hạo chân thật sự không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bộ phương đích thân đi đuổi bắt thiệu bình ba suy nghĩ một lát muốn tìm nghiêu hữu đạo hỏi rõ ràng hỏi nghiêu hữu đạo đâu